Long uy chiến thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 61 kế hoạch của Lê Uy Long lúc này tại Trương gia. Bà Trương đang chủ trì cuộc họp gia đình và mọi người đều lo lắng bày tỏ ý kiến về những lời nói của Lê Uy Long. Lê Uy Long này điên đến mức dám phá Trương gia chúng ta. Trước bao nhiêu khách mời trong bữa tiệc mừng thọ của bà, anh ta đánh trọng thương ông tứ, hành hạ và làm nhục Trương Minh Chí. Hắn rõ ràng không coi Trương gia này ra gì mà. Phải nếu tên khốn này không trả giá cho việc làm của hắn, Trương gia cũng đâu còn mặt mũi nào nữa. Lệ Uy Long đã tổ chức một đám cưới có thể nói là hoành tráng nhất thành phố vào tháng trước và tất cả các thiếu gia của các gia tộc lớn ở Khánh Hòa đã đến. Ngay cả chỉ huy căn cứ phía Nam Vũ Hải cũng đến tham dự lễ cưới của anh ta. Tôi có linh cảm anh ta cũng không phải dạng vừa đâu. Lễ cưới đó quả thực là lớn chưa từng thấy, nhưng tôi nghe nói rằng đó không phải là tiền của hắn ta chính vũ hải đã giúp hắn bởi lê uy long đã từng giải cứu anh ấy vũ hải đứng ra chủ trì cho uy long chỉ là để trả ơn cứu mạng bây giờ tôi thực sự lo là lê uy long sẽ yêu cầu vũ hải giúp đỡ hắn một lần nữa nếu thực sự như vậy trương gia chúng ta không thể chống lại đâu tôi lại nghĩ vũ hải sẽ không tùy tiện giết hại người không phải là kẻ thù của mình đâu tình nghĩa con người mỏng manh lắm mới cách đây không lâu vũ hải đã tổ chức lễ cưới long trọng nhất quốc hòa cho tên vô dụng lê uy long hai người đó hẳn là không còn nợ nần gì nữa rồi. Trương gia ta là gia tộc bề thế nhất quốc hòa này, chúng ta có thế lực cực kỳ lớn. Trong hội đồng thành phố hay cục cảnh sát, tòa án đều có người họ trương. Chúng ta còn phải sợ hắn ta sao? Hãy để bên cảnh sát bắt giữ hắn ta, rồi sau đó tìm cơ hội giết hắn trong tù. Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, mỗi người lại có một ý kiến khác nhau. Bà Trương không còn cách nào khác đành phải quát lớn để ổn định trật tự, đừng cãi nhau nữa. Dù sao, chúng ta vẫn còn 7 ngày nữa. Hãy cử người đi điều tra danh tính của Lê Uy Long. Sau khi xác nhận danh tính, chúng ta mới có thể quyết định hành động cho cụ thể. Nếu hắn ta thực sự là một quân nhân bình thường, việc xử lý hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Là người đứng đầu Trương gia, bà Trương chắc chắn là người có kinh nghiệm và thận trọng hơn tất thảy. Bà dĩ nhiên sẽ không hành động một cách lỗ mãng. Audio điện tử võ tấn bền. Mặt khác, Thiên Thành cũng đã điều tra chi tiết về trương gia và nơi ở của Lưu Bảo Thục, bang chủ của bang Hổ Báo. Vừa có được thông tin, anh ngay lập tức trở về biệt thự trên đồi mây để báo cho Lê Uy Long. Uy Long không muốn Chu Nhược Mai biết được những hành động của mình, vì vậy Thiên Thành vừa đến thì hai người cùng ra khỏi biệt thự và lên chiếc xe Jeep. Việc điều tra thế nào rồi? Lê Uy Long hỏi khi lên xe theo như em điều tra được thì đúng là trương gia có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật của thành phố quốc hòa ngoài ra họ trương này cũng thường xuyên liên lạc với băng hổ báo tất cả đều là thông tin chính xác trương gia này quả thực có thế lực không nhỏ nhưng đối với anh thì chúng cũng chỉ là con kiến mà thôi thiên thành nói cha có vẻ như chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật thực sự đã thông đồng với gia đình họ trương đó lê uy long lạnh lùng nói hư đường đường là chủ tịch hội đồng thi hành pháp luật mà lại dám tiếp tay cho kẻ xấu để trục lợi. Không thể để loại người này tồn tại lâu được, anh Long, hãy cho phép em giết hắn luôn có được không? Thiên Thành tức giận nói, không vội, còn kẻ cầm đầu băng hổ báo tên Lưu Bảo Thục này, cậu có điều tra được thông tin gì không? Theo em được biết thì tên Lưu Bảo Thục này thường tìm đến câu lạc bộ Wonderland mỗi đêm. Thiên Thành nói, câu lạc bộ Wonderland, nó ở đâu? Mặc dù Lê Uy Long cũng xuất thân từ quốc hòa, nhưng anh chưa bao giờ nghe đến những chốn ăn chơi sa đọa như Wonderland kia. Câu lạc bộ đó liên quan đến quá nhiều hoạt động phi pháp. Nó được mở dưới một tầng hầm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Nó rất bí mật và hầu hết mọi người không biết đến trừ mấy tay ăn chơi hay xã hội đen. Thiên Thành giải thích, "Được, vậy tối nay chúng ta sẽ đến câu lạc bộ Wonderland đó. Tôi sẽ biến thế giới thần tiên Wonderland đó thành địa ngục trần gian." Lê Uy Long quả quyết nói. Anh Long, Wonderland này là nơi trú ngụ của băng hổ báo. Chúng ta cũng không rõ tình hình bên trong. Anh là tổng tư lệnh quân đội, vẫn là đừng nên đến nơi phức tạp đó thì hơn, thiên thành lo lắng. Chính vì tôi là một tổng tư lệnh nên không lý gì tôi lại sợ một băng nhóm côn đồ còn con đó. Lưu Bảo Thục đã giết cha tôi, cho dù hắn ở trong dinh chủ tịch tôi cũng không quan tâm chứ đừng nói là một hộp đêm nhỏ bé. Uy Long nói với một thái độ dứt khoát và lạnh lùng điều đó dĩ nhiên em biết anh đường đường là một tổng tư lệnh mạnh mẽ nắm quyền lực vô biên trong tay anh chưa từng thua trước đối thủ nào nhưng chính vì thế nên việc đối phó với đám tép siêu này anh không cần phải nhúng tay vào cứ để em tự mình làm điều đó thiên thành nói không được người bọn chúng giết là cha tôi vấn đề này tôi phải tự mình giải quyết tự đôi bàn tay này phải băm vằn chúng ra để tế bố tôi có như vậy thì cơn giận trong lòng mới hả được lê uy long quả quyết nói anh long còn một điều rất quan trọng nữa mà em chưa nói với anh." Thiên Thành sực nhớ ra điều gì đó và nói ngay. "Chuyện gì vậy? Mau nói đi." Lê Uy Long cũng hồi hộp. "Em vừa nhận được một tài liệu mật được gửi từ cấp trên." Thiên Thành nói, "Tài liệu tuyệt mật nào?" Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. "Cấp trên của chúng ta cũng nhận thấy rằng thành phố quốc hòa này quá hỗn loạn và đang có rất nhiều vấn đề. Nhiều người ở các vị trí cốt cán trong ban lãnh đạo thành phố có tình trạng tham nhũng và tư cách chưa tốt." vì vậy cấp trên đã ra quyết định thành lập một đoàn điều tra bí mật thiên thành nói ra là chuyện này nhưng tôi chỉ là một người quanh năm chinh chiến chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu lê uy long hỏi có đấy nó liên quan trực tiếp đến anh bên trên đã biết rằng anh là người gốc quốc hòa sinh ra và lớn lên ở đây hiện giờ anh lại đang nghỉ phép tại quê nhà vì vậy họ đã bổ nhiệm anh làm chỉ huy trưởng của đoàn kiểm tra thiên thành nói cái gì tôi vẫn phải làm việc trong kỳ nghỉ à, thế này thì đâu còn được gọi là kỳ nghỉ nữa. Lê Uy Long nhăn nhó nói với vẻ không hài lòng. Anh ơi, vậy anh có muốn chấp nhận chức trách này không? Hiện giờ biên giới vẫn hòa bình yên ổn, nếu anh chấp nhận nhiệm vụ này, kỳ nghỉ của anh sẽ được kéo dài thêm rất nhiều. Thiên Thành hớn hở nói, này, có phải là chỉ huy của đoàn kiểm tra thì ở cấp độ thấp hơn so với một tổng tư lệnh không? Vậy là tôi đã bị giáng chức à? Lê Uy Long bỗng ngây ngốc nói, tất nhiên đó không phải là giáng chức, anh có rất nhiều công lao, ai dám hạ cấp anh chứ, chỉ huy trưởng của đoàn kiểm tra chỉ là một công việc bán thời gian. Nhưng anh đừng đánh giá thấp vị trí này, chỉ cần có danh xưng đó, anh sẽ có quyền lực vượt trên tất cả mọi người ở thành phố này. Thiên thành ôn tồn, tôi không rảnh vậy đâu, Lê Uy Long nói, nếu anh chấp nhận nhiệm vụ này, anh sẽ được ban cho đặc quyền xử trí những người có tội chẳng phải anh muốn truy tìm kẻ giết người thực sự và trả thù cho cha mình sao? Đặc quyền này chính là thứ anh đang cần còn gì? Nếu bọn chúng dám kháng cự, anh có thể tùy ý giết ngay mà không cần ân xá. Nó chính là thứ quyền lực được thiết kế riêng cho anh đấy. Thiên Thành Hồ hởi nói, được rồi, sao cũng được, lần trước đại tướng đã tặng tôi một chiếc áo choàng thiêu hổ, coi như cũng được yêu ái phần nào. Bây giờ nhận thêm trọng trách này, Âu cũng là có đi có lại. Mặc dù Lê Uy Long nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta đã lập sẵn một kế hoạch. Dù là anh đã có chiếc áo choàng bảo vệ đó, nhưng vì sự an toàn của anh, cấp trên đã bố trí một nhóm đặc nhiệm đi bên cạnh để bảo vệ anh và một sư đoàn tinh nhuệ được đóng quân bí mật bên ngoài thành phố sẵn sàng để anh phái đi khi cần. Thiên Thành nói, đội đặc nhiệm thì chắc không cần đâu, bên cạnh tôi có cậu là đủ rồi, quá nhiều người sẽ dễ thu hút sự chú ý, như vậy sẽ gây khó khăn cho việc điều tra. Uy Long nói, vậy còn sư đoàn tinh nhuệ kia thì sao thiên thành hỏi hãy để họ đóng quân bên ngoài thành phố trước hiện giờ cứ án binh bất động đã tôi sẽ gọi họ khi cần uy long điềm đạm nói vậy là anh đã chấp nhận nhiệm vụ này thiên thành dè dặt hỏi không lý nào tôi lại bỏ lỡ một cơ hội như thế cả lê uy long cười lớn ha ha vậy tốt quá rồi thế anh tính chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây thiên thành bắt đầu nghiêm túc Tôi định sẽ chơi một ván cờ lớn với các thế lực lãnh đạo của thành phố Quốc Hòa." Lệ Uy Long nói, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Ván cờ lớn, là sao? Anh định chơi thế nào?" Thiên Thành ngạc nhiên. Lệ Uy Long khẽ mỉm cười liếc nhìn Thiên Thành, rồi ghé sát tai anh ta thì thầm điều gì đó. Sau khi nghe Uy Long nói xong, Thiên Thành đột nhiên đổi sắc mặt và nói lớn, "Không thể được. Anh là trụ cột của quân đội quốc gia, sao em có thể để anh gặp nguy hiểm như thế?" làm sao cậu có thể dụ một con rắn ra khỏi hang mà không chịu mạo hiểm. Thế lực đám nhà giàu của thành phố này rất phức tạp. Tôi phải trải sẵn ra một ván cờ lớn, một tấm lưới thật vĩ đại, chờ bọn chúng thỏ đầu ra, rồi bắt gọn một lượt. Lệ Uy Long mỉm cười nói, dù là như thế, nhưng em đã nhận lệnh từ đại tướng là phải chịu trách nhiệm cho an nguy của anh. Nếu có mất mát gì xảy ra, em có chết một trăm lần cũng không hết tội đâu. Thiên Thành nói đến đây và bắt đầu trở nên lo lắng tôi đã trải qua rất nhiều trận chiến tôi dĩ nhiên có cách của riêng mình tôi sẽ không để cậu phải rơi vào tình huống đó đâu cậu lo gì chứ lê uy long cười nói im chỉ sợ anh sẽ bị những kẻ như đám người chu gia trước kia coi thường để đối phó với một chương gia bé nhỏ và một băng đảng xã hội đen còn con như thế anh đâu cần phải trực tiếp nhúng tay vào chỉ cần anh yêu cầu đơn vị đặc nhiệm sẽ lập tức tiến vào xử đẹp bọn chúng trong tích tắc thiên thành nói đây không phải là chiến tranh, chúng ta không thể sử dụng quân đội một cách tùy tiện như vậy được. Và lại tiêu diệt trương gia và băng hổ báo là chuyện quá dễ dàng, vốn không cần phải huy động tới lực lượng đặc nhiệm làm gì. Lệ uy long nói, lời anh nói cũng có lý. Thiên thành thừa nhận, cậu biết vậy thì tốt, vậy nên tôi cần cậu cùng tôi chơi ván cờ lớn này với chúng. Chúng ta cứ đặt lưới và đợi cho đến khi tất cả chúng trồi lên, sau đó giết gọn một lượt. Thế nào? Lệ uy long đắc ý nói nói gì thì nói nếu có điều gì đó xảy ra với anh đó sẽ là một mất mát lớn của đất nước này thiên thành nhìn uy long nói với vẻ căng thẳng tôi sẽ ổn thôi chẳng phải có một sư đoàn tinh nhuệ đang túc trực sẵn bên ngoài thành phố sao nếu có nguy hiểm gì tôi sẽ gọi họ đến ngay lê uy long nói em lo là bọn họ ở xa quá không thể kịp thời ứng cứu nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra Họ ở tận ngoài ô thành phố, để đi vào trong này cũng phải mất kha khá thời gian đấy. Em nghĩ anh vẫn nên cử thêm vài đặc vụ thiện chiến ở bên bảo vệ mình. Đối với Thiên Thành, an toàn của Lê Soái phải được đặt lên hàng đầu, cẩn tắc vô ái náy. Nếu có một nhóm đặc vụ đi cùng tôi, những người khác sẽ biết rằng tôi không phải người bình thường, bọn họ sẽ cẩn thận hơn và chúng ta khó kiếm được sơ hở. Như vậy rất bất lợi, phong cách làm việc của tôi trước giờ chính là đánh nhanh thắng nhanh. Không vào hang cọp làm sao bắt được gọp con chứ lê uy long ôn tồn nói nhưng mà thiên thành vẫn còn muốn thuyết phục anh thêm lần nữa nhưng lê uy long đã vội vẫy tay ngắt lời thôi không cần nói nhiều nữa tôi đã quyết định rồi đây là mệnh lệnh cứ thực hiện nó đi được tuân lệnh lê soái thiên thành chỉ còn cách làm theo kế hoạch của uy long mà thôi còn nữa để bắt được ca lớn tôi không thể để bất cứ ai điều tra ra danh tính của mình vì vậy cậu hãy nói với đội đặc nhiệm chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của tôi trước. Uy Long nói, cụ thể là nên làm gì thế nào ạ? Thiên Thành Cao mày hỏi. Chuyện này cũng không có gì khó, hãy xin với cấp trên mã hóa các thông tin của tôi ở mức cao nhất và trên hồ sơ công khai chỉ thể hiện tôi là một lính đặc nhiệm bình thường thôi. Lê Uy Long nói, được, em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay lập tức. Thiên Thành nói xong và vội vã đi ngay. Chương 62 bắt cóc câu lạc bộ Wonderland. Cùng lúc đó, Hoàng Minh Yên, chủ tịch hội đồng pháp luật thành phố, nhận được một cuộc gọi từ Trương gia yêu cầu ông ta điều tra danh tính của Lê Uy Long. Hoàng Minh Yên không dám từ chối yêu cầu của gia đình giàu có nhất thành phố, nên ông ta đã đích thân điều tra hồ sơ của Uy Long. Sau khi tìm hiểu, ông ta phát hiện ra người họ Lê đã nhập ngũ 8 năm trước và từ đó tới nay luôn giữ công việc của một người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm. Vừa có được thông tin này, Hoàng Minh Yên đã ngay lập tức gọi điện thông báo với người của Trương gia nhà họ Trương khi biết rằng Lê Uy Long thực sự chỉ là một đặc vụ quen và không có bất kỳ vị trí cao nào trong quân đội thì cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đắc ý. Sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận về cách xử lý Uy Long. Đêm hôm đó, Lê Uy Long muốn tìm cách trả thù Lưu Bảo Thục, vì vậy Thiên Thành đã chở anh đi thẳng đến câu lạc bộ Wonderland ở khu vực ngoại ô thành phố Quốc Hòa. Chấm. Cũng trong buổi tối hôm đó, Nguyễn Tú Hằng đang đi mua sắm một mình bỗng nhiên có một chiếc xe tải đậu bên đường phía đối diện nơi cô mua sắm mở cửa ra, mấy người đàn ông to lớn từ bên trong nhảy xuống và tức tốc tiến lại gần Tú Hằng. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người đàn ông khống chế rồi kéo ra phía chiếc xe nọ. Lúc này, Tú Hằng trở nên vô cùng hoảng loạn và muốn kêu to tìm sự giúp đỡ, nhưng ngay lập tức miệng cô bị bịt kín lại bằng băng keo, tay và chân thì bị trói chặt bằng một sợi dây thừng, đám người kia còn cẩn thận chùm mũ vải đen kín đầu cô khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác tú hằng kinh hãi và lo sợ vô cùng cô hoàn toàn không hiểu tại sao những người này lại muốn bắt mình liệu bọn chúng định sẽ làm gì cô miệng cô đã bị bịt kín không thể kêu cứu được cô muốn chống cự nhưng tay chân đều đã bị trói chuyện này xảy đến quá bất ngờ khiến tú hằng ngay lập tức rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp sau khi trói chặt nguyễn tú hằng và đảm bảo rằng cô không thể thấy gì Người phụ trách lái chiếc xe lập tức cho khởi động và nhanh chóng đi đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố Quốc Hòa. Trong lòng Tú Hằng lúc này đang rất sợ hãi và tự hỏi không biết bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu. Bọn chúng định giết người lấy nội tạng ư, hay là đám yêu dâu xanh bắt cóc rồi cưỡng bức phụ nữ, trời đất ơi. Dù là lý do gì đi nữa thì chuyện này rõ ràng lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ tới đây, Tú Hằng bắt đầu hoảng loạn và vật lộn liên tục, nhưng bị hai người đàn ông giữ chặt tay chân thì bị trói, cô không thể nào thoát ra được. Khoảng hơn 20 phút sau, bọn họ đã đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố Quốc Hòa, chiếc xe dừng lại và Tú Hằng bị đẩy ra khỏi xe. Bởi vì lúc này Tú Hằng vẫn đang đội mũ trùm đầu, nên cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Chưa kịp định thần lại, Tú Hằng đã bị đẩy xuống một nơi nào đó như thể một tầng hầm. Cánh cửa bên dưới tầng hầm vừa được mở ra, lập tức có tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng lại. Chấm chấm, chưa đầy 3 phút sau khi Nguyễn Tú Hằng được đưa xuống tầng hầm, Thiên Thành và Lệ Uy Long cũng đã đến vùng ngoại ô phía Bắc. Thiên Thành đã điều tra ra vị trí cụ thể của câu lạc bộ bí ẩn này từ trước, vì vậy anh có thể nhanh chóng tìm đến đây. Sau khi bước ra khỏi xe, họ nhanh chóng tìm thấy một lối vào thông xuống tầng hầm. Hai người cẩn thận đi xuống bậc thang và thấy một cánh cửa dưới lối đi, đó là cánh cửa kính cường lực trong suốt có bảy người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn ngồi phía sau cửa kính câu lạc bộ Wonderland. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lãnh thổ của băng hổ báo được cầm đầu bởi Lưu Bảo Thục. Lệ Uy Long không ngờ băng đảng này lại mở một câu lạc bộ ở vùng ngoại ô. Anh thực sự muốn xem xem câu lạc bộ Wonderland này rốt cuộc hoạt động như thế nào. Khi họ đến bên cánh cửa kính, người bảo vệ gần đó nghĩ rằng Uy Long và Thiên Thành là những vị khách đến chơi bời ở đây và ngay lập tức mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một âm thanh ẩm ý ập vào hai bên tai huy long. Trước mắt họ lúc này là một phòng khiêu vũ lớn với ánh đèn LED nhiều màu sắc liên tục nhấp nháy, vô số đàn ông và phụ nữ thác loạn đang uốn éo trên sàn nhảy theo tiếng nhạc dữ dội. Mặc dù câu lạc bộ Wonderland nằm dưới tầng hầm, nhưng nó được trang trí rất sang trọng với tất cả tiện nghi tiên tiến nhất. Bộ thông gió cũng hoạt động rất tốt, vì vậy không ai cảm thấy một ngạt ở đây những người bình thường trong thành phố không hề biết tới sự tồn tại của câu lạc bộ Wonderland. Và ngay cả khi họ biết, họ cũng sẽ không dám mò đến đây, vì câu lạc bộ giải trí này được thành lập bởi bang hổ báo, là hang ổ của bọn chúng. Nơi này cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau, từ sạch đến bẩn. Những người có thể đến đây đều rất giàu hoặc có quyền thế, tất cả họ đều coi tiền rác. Có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen đứng giải rác xung quanh phòng khiêu vũ, bọn họ chính là những người chịu trách nhiệm bảo vệ cho nơi này. Cả Lê Uy Long và Thiên Thành đều không nghĩ rằng lại có một câu lạc bộ ngầm xa đọa như thế này ở ngoài ô. Tuy nhiên, ngay khi họ nhìn vào môi trường ở đây, họ biết rằng nơi này chắc hẳn ẩn chứa rất nhiều hoạt động phi pháp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó chỉ có thể được lập ra bên ngoài thành phố. Mục đích Lê Uy Long đến đây là để tìm cách trả thù Lưu Bảo Thục. Anh không quên mục đích chính và nhanh chóng liếc nhìn các khán giả có mặt. Không thấy Lưu Bảo Thục, anh liền đi thẳng ra phía sau hội trường. Đằng sau hội trường là một hành lang dài với rất nhiều phòng hộp kín ở hai bên. Trong các phòng kín này bất chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ. Các cặp nam nữ đang quấn quýt ở trong đó, nỉ non rên rỉ và làm nhiều việc khó coi. Ở hai bên của hành lang, cứ vài mét lại có một người đàn ông mặc đồ đen đứng trông coi, tất cả đều có một khẩu súng lục sắt ở thắt lưng. Lê Uy Long và Thiên Thành trong nháy mắt cũng biết rằng những người này là thành viên của băng hổ báo không ngờ rằng bọn chúng còn dám ngang nhiên mang theo vũ khí như vậy. Tại một căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang, một người đàn ông với bộ râu rậm rạp đang ngồi cạnh bốn người đàn ông khác. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu băng hổ báo, một trong những người tham gia vào vụ giết Dương Văn Đoàn, chính là kẻ mà Lê Uy Long đang tìm kiếm. Bất chợt, vài tên côn đồ đã đẩy Nguyễn Tú Hằng vào trong căn phòng đó, một trong số chúng hớn hở nói, anh Thục, anh xem bọn em vừa bắt được một con bé xinh đẹp ngay trên phố này. Tốt, mau cởi mũ chùm đầu ra cho tao xem nào lưu bảo thục nói tên đàn em ngay lập tức gỡ chiếc mũ chùm đầu của tú hằng ra ngay khi chiếc mũ được gỡ bỏ nguyễn tú hằng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lớn và kín mít một người đàn ông với bộ râu xồm xoàm đang nhìn chằm chằm vào cô và một vài người mặc đồ đen khác đang đứng xung quanh anh ta tú hằng dường như đã nhận ra mình rơi vào hoàn cảnh nào cô sợ hãi đến run rẩy khắp người cố gắng hét lên nhưng do miệng vẫn đang bị dán băng keo nên cô ấy không thể hét lên nổi. Tú Hằng chưa bao giờ thấy Lưu Bảo Thục trước đây, cô không biết rằng hắn ta là chủ của băng hổ báo khét tiếng, đồng thời chính kẻ đã giết Dương Văn Đoàn cha nuôi của Lê Uy Long. Lưu Bảo Thục lặng lẽ nhìn Nguyễn Tú Hằng một lượt từ đầu đến chân bằng con mắt đáng sợ, nói phải, đúng là một đứa con gái đẹp tuyệt trần, hôm nay tụi bay đã làm rất tốt, tao nhất định có thưởng. Đa tạ đại ca, đám đàn em đồng thanh nói. Lưu Bảo Thục không biết rằng Nguyễn Tú Hằng là bạn gái thân thiết nhất của Chu Nhược Mai. Trước giờ băng hổ báo vẫn thường bắt cóc phụ nữ xinh đẹp tại những đoạn đường vắng, rồi sau đó buộc họ phải làm những công việc bẩn thỉu trong câu lạc bộ Wonderland. Câu lạc bộ này chính là dựa vào một lượng lớn người đẹp để thu hút những kẻ giàu có sa đọa từ khắp nơi trên đất nước. Hầu hết những vị khách hư hỏng này đến đây là để tìm thú vui khoái lạc và có những sở thích bệnh hoạn. Do vậy, câu lạc bộ này phải liên tục thay đổi hoa thơm cỏ lạ để giữ chân họ con nhỏ này trông ngon đấy trắng trẻo khuôn mặt ngây thơ lại khúc nào ra khúc nấy đúng gu của tao nó sẽ phục vụ tao tối nay lưu bảo thục say mê ngắm nhìn vẻ thuần khiết và xinh đẹp của tú hằng và quyết định dở trò đồi bại tùy ý anh ạ à, vậy chúng em sẽ ra ngoài trước cho anh tiện hành xử đám đàn em vừa bắt tú hằng nói và cười một cách khoái trá không chúng mày không cần phải ra ngoài hãy ở lại giúp anh quay lại video sao cho chi tiết như vậy mới có thể buộc con nhỏ này phải làm việc ở đây lưu bảo thục nói vâng bọn chúng lại đồng thanh nói nguyễn tú hằng nghe những lời lưu bảo thục nói thì đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô sợ hãi đến rụng rời chân tay nếu bị loại người kinh tởm này làm nhục cô chẳng thà chết quách đi cho xong chấm chấm cùng lúc này lệ uy long và thiên thành đã tìm kiếm hết khu vực dọc theo hành lang nhưng không thấy bóng dáng của lưu bảo thục đâu thằng khốn đó đâu rồi Uy Long bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh Long, chuyện này em cũng không rõ nữa. Em chỉ biết hắn sẽ ở trong câu lạc bộ này mỗi đêm. Thiên Thành nói rẻ rặt, có quá nhiều phòng ở đây, cứ như vậy thì chúng ta không thể nào tìm thấy chúng. Lê Uy Long nói gấp gáp, anh có chủ ý gì không? Chúng ta nên làm gì đây? Thiên Thành lo lắng hỏi. Bắt một người và hỏi thử xem. Lê Uy Long nói, vừa lúc, có một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, đứng chặn trước mặt hai người và hỏi bằng một giọng ồm ồm rất khó nghe anh định đi đâu. Chúng tôi tới đây để tìm Lưu Bảo Thục, Lê Uy Long nói thẳng thừng. Anh có quan hệ gì với anh Thục? Anh có hẹn trước không? Người đàn ông nọ bắt đầu cau mày rẻ chừng. Chương 63 khống chế. Không, Lê Uy Long lạnh lùng nói. Không có hẹn trước, vậy là người lạ rồi. Anh muốn gặp anh Thục làm gì? Đại ca của bọn này không phải ai muốn gặp cũng được, hãy đi mau đi, hắn ta nói gầm gừ nhưng gã côn đồ chỉ vừa dứt lời thiên thành đã nhanh chóng rút súng ra và chĩa thẳng vào vị trí tim của hắn thiên thành đã biết trước rằng lần này anh ta cùng lê uy long đột nhập vào hang ổ của lưu bảo thục là chuyện lành ít dữ nhiều tất nhiên anh phải mang theo súng phòng hờ thấy súng của thiên thành đang nhắm ngay vào ngực mình ở cự ly gần đột nhiên khuôn mặt gã côn đồ kia trở nên tái nhợt và cơ thể hắn bắt đầu run rẩy đừng nói chuyện vớ vẩn nhanh đưa bọn này đi tìm lưu bảo thục nếu không anh sẽ bị bắn chết ngay lập tức thiên thành đằng đằng sát khí nói kho khoan đừng nóng tôi sẽ đưa hai người đi ngay người đàn ông mặc đồ đen run rẩy nói mặc dù hắn ta cũng có một khẩu súng trên người nhưng đã quá muộn để rút súng hắn ta đã chậm một bước so với thiên thành lúc này đã bị chĩa súng khống chế dĩ nhiên là sợ hãi vô cùng thế thì quay lưng lại và nhanh chóng dẫn đường đi thiên thành nói người đàn ông mặc đồ đen đành phải quay lưng lại Thiên Thành di chuyển súng đến thắt lưng của hắn ta và tiếp tục áp sát phía sau. Bị dí súng ngay vào thắt lưng khiến hắn ta lo sợ không nghĩ được gì khác nên buộc phải dẫn đường. Vì Thiên Thành đứng quá sát sau lưng gã vệ sĩ nên không có ai trong băng hổ báo có thể nhìn thấy anh đang chĩa súng vào kẻ đi đằng trước. Khi những thành viên khác của băng đảng nhìn thấy gã vệ sĩ đang dẫn đường, bọn chúng lơ là cho rằng Lê Uy Long và Thiên Thành là người quen của Lưu Bảo Thục hoặc khách VIP có hẹn trước, vì vậy không ai đứng ra ngăn họ lại. Trước khi Lê Uy Long gặp Lưu Bảo Thục, anh sẽ cố tránh không giết người, để khỏi rứt dây động rừng, khiến Lưu Bảo Thục sợ hãi bỏ trốn. Sau đó, anh cứ để tên côn đồ này dẫn đường đi gặp Lưu Bảo Thục trước, chờ thời cơ thích hợp mới thực sự ra tay. Chấm. Lúc này, trong căn phòng ở cuối hành lang, xé miếng băng trên miệng con nhỏ rồi nhét cho nó một ít thuốc trước đi. Lưu Bảo Thục nói, vâng. Một trong những tên đàn em tuân lệnh và lập tức bước tới xé toạc miếng băng dính đang bịt kín miệng của Nguyễn Tú Hằng. "Anh là ai?" Tú Hằng cuối cùng cũng có thể nói và ngay lập tức hét lên. "Hê hê, em gái muốn biết à? Anh là Lưu Bảo Thục, chủ băng hổ báo." Lưu Bảo Thục nói và kèm theo một nụ cười dâm đãng. Tú Hằng hoàn toàn sốc khi nghe cái tên Lưu Bảo Thục này. Mặc dù cô không biết hắn ta là ai, nhưng cô đã từng nghe Nhược Mai kể rằng cha nuôi của Lê Uy Long đã bị giết bởi băng hổ báo và Lưu Bảo Thục là một trong những kẻ có liên quan đến vụ giết người thảm khốc này. Nơi, nơi này là chỗ quái nào hả? Các người đưa tôi đến đâu đây?" Tú Hằng hoảng hốt nhìn quanh và hỏi lại. "Đây là nhà anh, câu lạc bộ Wonderland ở ngoài ô quốc hòa." "Sao hả? Em thích chứ?" Lưu Bảo Thục chắc chắn rằng Nguyễn Tú Hằng không thể chạy trốn được nên đã nói thật với cô. "Các người bắt tôi đến đây làm gì?" Tú Hằng chưa bao giờ nghe đến câu lạc bộ Wonderland nào, nhưng khi vừa bị tống vào đây, cô đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc và những giọng nói ồn ào cô đã đoán rằng đây chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì làm gì hà dĩ nhiên là bắt em đến đây để sau này làm việc cho bọn anh lưu bảo thục cười khẩy nói đừng có mơ tôi thà chết còn hơn là làm việc ở một nơi bẩn thỉu như thế này tú hằng giận dữ nói tất nhiên là em sẽ không muốn làm việc ở đây ngay nhưng sau khi người của anh quay được vài video thân mật giữa hai chúng ta em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời thôi ha ha lưu bảo thục nói và bắt đầy đắc ý cười lớn tôi không có thủ oán gì với các người tại sao lại muốn làm hại tôi nguyễn tú hằng hiểu rằng mình sắp bị cưỡng bức cô đã hoàn toàn rơi vào thế bí nhưng vẫn muốn cố gắng kéo dài thời gian để xem có cách nào trốn thoát không vì vậy cô cứ cố tìm chuyện gì đó để hỏi lưu bảo thục tú hằng không bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình lại rơi vào hang ổ ác quỷ này đây thực sự là một thảm họa khủng khiếp đối với cô đúng là giữa chúng ta không có ân oán gì nhưng người của anh thích bắt người ngẫu nhiên đấy thì sao nào có trách thì chỉ có thể trách em đã quá xinh đẹp và xui xẻo thôi lưu bảo thục thản nhiên nói mau thả tôi ra ngoài nếu không tôi chắc chắn sẽ tố cáo các người với cảnh sát tú hằng đã đối lý nhưng vẫn cố hét lên được người đẹp cứ việc tố cáo thoải mái anh đây cũng chẳng giấu gì cô em câu lạc bộ này đã được hậu thuẫn bởi rất nhiều người trong hội đồng lãnh đạo thành phố đấy Chứ em nghĩ một nơi thác loạn như thế này lại có thể hoạt động mà bên luật pháp không hay biết gì à?" Lưu Bảo Thục nói, tới lúc này thì Tú Hằng đã hoàn toàn tuyệt vọng, đến cả pháp luật cũng bao che cho hắn thì cô còn có thể làm gì? Tú Hằng chỉ còn cách cầu cứu sự giúp đỡ trong vô vọng, cô đành hét lớn cứu. Cứu tôi với. Ha ha, hét to lên, to nữa lên, cho dù cô em có hét đến khản giọng cũng sẽ không ai có thể đến đây cứu đâu. Đây là lãnh thổ của anh, hiểu chứ? Lưu Bảo Thục vừa nói vừa cười điên dại, cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi. Tú Hằng vẫn tuyệt vọng hét lên. Nhanh chút thuốc mê cho nó đi, để nó tiết kiệm năng lượng mà phục vụ tao chứ. Lưu Bảo Thục có vẻ không thể đợi thêm được nữa. Một trong những đàn em của hắn ngay lập tức lấy ra một viên thuốc và đi đến bên Tú Hằng, chuẩn bị buộc cô ấy uống. Tú Hằng run rẩy vì kinh hãi, hiện giờ cả tay và chân cô đều bị trói bằng dây thừng, cô thậm chí không thể vùng vẫy ngay khi gã côn đồ chuẩn bị nhét thuốc vào miệng cô cánh cửa căn phòng bỗng bị bật tung ra với một tiếng nổ lớn tất cả mọi người trong phòng đều giật mình và quay lại nhìn họ thấy hai người đàn ông cao lớn đang đi vào từ cửa và một vệ sĩ vừa ngã gục ngay trước cửa buồng hai người đàn ông vừa bước vào đó không ai khác chính là lê uy long và thiên thành khi tên vệ sĩ lúc nãy vừa đưa lê uy long và thiên thành đến cửa phòng này thiên thành đã trực tiếp vặn cổ anh ta nguyễn tú hằng đang vô cùng tuyệt vọng đột nhiên thấy hai người bước vào cô kinh ngạc vô cùng không thể tin vào mắt mình chẳng phải uy long đã đi đến phía tây để chiến đấu sao tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây cả vị trung úy kia nữa làm sao mà cũng ở đây nguyễn tú hằng hoàn toàn không được biết về việc lê uy long đã trở về cô thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã bị ảo giác vì quá tuyệt vọng từ khi chứng kiến sức mạnh vô song của uy long trong bữa tiệc họp lớp Hình ảnh của anh đã luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô biết Lệ Uy Long là chồng của người bạn gái thân thiết nhất và cô đã cố gắng ngừng nghĩ về anh, nhưng không hiểu tại sao cô càng cố gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu thì lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Vì vậy, ngay khi Lệ Uy Long đột nhập vào, Tú Hằng vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc như đang trong giấc mơ, trong lòng cô chợt lóe lên một tia sáng hy vọng. Lệ Uy Long cũng rất bất ngờ khi thấy Nguyễn Tú Hằng xuất hiện ở đây, trong tình trạng cả tay và chân đều bị trói. Khuôn mặt xanh lét và đôi mắt thì ngấn nước. Hai người là ai? Dám xông vào đây, có phải là chán sống rồi không? Lưu Bảo Thục không biết Lệ Uy Long và Thiên Thành, nên khi thấy họ đột nhập, anh ta rất tức giận. Đây là lãnh thổ của hắn, dĩ nhiên hắn không sợ ai cả. Lệ Uy Long, Uy Long nhìn hắn lạnh lùng và nói cộc lốc. Vừa nghe cái tên này, Lưu Bảo Thục bỗng trợn mắt nhìn anh kinh ngạc, có vẻ rất sốc. Không phải vì sự vô dụng hèn mặt nổi tiếng của Lê Uy Long đã lan truyền cả thành phố, mà bởi vì anh chính là con trai nuôi của Dương Văn Đoàn, người mà hắn đã giết cách đây ít lâu. Lưu Bảo Thục vẫn còn nhớ rất rõ rằng trước khi chết Dương Văn Đoàn đã nói rằng khi con trai Lê Uy Long của ông ta trở về, anh ta chắc chắn sẽ thay ông trả mối thù này. Lê Uy Long, anh thật sự là Lê Uy Long sao? Tú Hằng không thể tin vào tai mình lúc này, cô thực sự không nằm mơ, cũng không phải ảo giác, trước mắt cô chính là người đàn ông tên Lê Uy Long bằng xương bằng thịt. Không phải tôi thì là ai nữa? Tại sao cô lại ở đây? Lê Uy Long cũng ngạc nhiên hỏi. chương 64 thiên thành ra tay địa ngục trần gian tôi đã bị bọn chúng bắt đến đây. Nguyễn Tú Hằng nói, khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi. Lê Uy Long không ngờ băng hổ báo còn dám bắt cóc phụ nữ, lại còn là bạn thân nhất của vợ mình, lúc này anh ta thậm chí còn tức giận hơn băng đảng này thực sự là cặn bã của xã hội và nhất định phải bị loại bỏ uy long làm ơn cứu tôi nếu không tôi chết mất tú hằng nhăn nhó nói trong cuộc họp lớp lần trước cô đã chứng kiến những kỹ năng đáng kinh ngạc của anh và thiên thành giờ đây thấy cả hai người đều đến cô cảm thấy vững lòng hơn và tin rằng mình sẽ được giải thoát có tôi ở đây cô sẽ ổn thôi yên tâm lê uy long nhẹ nhàng nói tại sao anh biết chỗ này anh đã thấy tôi bị bắt đến đây nên tới cứu tôi à nguyễn tú hằng ngơ ngác hỏi câu lạc bộ này là một nơi bí mật bên ngoài thành phố và lê uy long không thể tự nhiên biết đến nó được không đây hoàn toàn là do trùng hợp tôi đến để tìm lưu bảo thục trả thù tôi không ngờ cô cũng bị bắt đến đây lê uy long nói nguyễn tú hằng nghe anh nói điều này thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề trong lòng cô cảm thấy có một chút thất vọng thì ra bởi vì cha nuôi của lê uy long đã bị lưu bảo thục giết nên anh mới đến đây để tìm cách trả thù chứ hoàn toàn không phải huy long đến đây vì cô nhưng nếu huy long thực sự đến để trả thù anh ta hẳn đã có sự chuẩn bị có khi nào anh ấy đã mang tới một nhóm người không thiên thành là một trung úy ba sao người như anh ta không thể nào đi cùng lê huy long đến nơi nguy hiểm này mà không mang theo hộ vệ được nghĩ đến đây nguyễn tú hằng đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều muốn đến tìm tao để trả thù thế mày đã đem bao nhiêu người đến đây Lưu Bảo Thục vinh mặt hỏi, để đối phó với bọn nhãi nhép chúng mày cần gì đến nhiều người mà kinh động thiên hạ chứ? Chỉ cần hai người bọn tao là thừa sức rồi, Uy Long lạnh lùng nói, nghe anh nói vậy, Nguyễn Tú Hằng cũng rất bất ngờ. Sao Lê Uy Long và Thiên Thành dám vào hang ổ của bang hổ báo một mình mà không có chi viện? Có phải bọn họ đã quá kiêu ngạo rồi không? Ha ha, hai thằng vô danh tiểu tốt như tụi mày dám xông vào lãnh địa của tao mà không có người giúp sao, đúng là điếc không sợ súng. Mày quá kiêu ngạo làm tao thấy nhức mắt rồi đấy. Nếu đã muốn chết như thế, tao sẽ cho mày toại nguyện." Lưu Bảo Thục nói xong và cười điên dại, "Để rồi xem ai sẽ chết trước, tao sẽ biến Wonderland của mày thành một địa ngục trần gian." Uy Long nhếch môi nói. "Được lắm, có giỏi thì đến đây giết tao đi." Lưu Bảo Thục không muốn nói chuyện vô nghĩa thêm nữa, bèn ngay lập tức khiêu chiến. Tức thì, những đàn em xung quanh hắn ta lập tức rút súng ra từ thắt lưng và nhắm thẳng vào Uy Long với Thiên Thành bằng dê dê, một tiếng súng dữ dội vang lên. Tất cả người của Lưu Bảo Thục đột nhiên bị bắn vào trán và ngã nhào xuống đất. Cảnh tượng bất ngờ này đã khiến cả Lưu Bảo Thục và Nguyễn Tú Hằng đang có mặt ở đó đều bị sốc. Đồng thời, ngay lúc đó Thiên Thành đã cầm súng ở cả hai tay và nhắm vào Lưu Bảo Thục. Hồi nãy, khi người của họ vũ chuẩn bị bắn, Thiên Thành đã phản xạ nhanh hơn và bắn chúng trước. Anh vốn là một vị trung úy cứng rắn và dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu, xét về tốc độ bắn và độ chính xác của thiện xạ tất nhiên người trong băng đảng này không thể so sánh với anh chưa cần lê uy long phải ra tay thiên thành đã giải quyết chúng xong xuôi nguyễn tú hằng cũng kinh ngạc khi đột nhiên thấy đám côn đồ ngã xuống đất với một lỗ thủng chảy máu ở trên trán cái chết đó diễn ra quá nhanh và khủng khiếp khiến cô bắt đầu kinh hãi trong khi cô còn chưa kịp định hình tình thế hai bên thiên thành đã lập tức bắn và giết chết những người này có vẻ đối với anh ta việc giết người đơn giản như giết một con kiến. Tình hình lúc này rất nghiêm trọng và thiên thành không thể mạo hiểm mà kéo dài thời gian quá nhiều. Anh chỉ còn cách ra tay gọn lẹ, đánh nhanh thắng nhanh, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Dù sao, Nguyễn Tú Hằng cũng không phải là vợ hay một người quan trọng đối với Lê Uy Long, vì vậy thiên thành không quan tâm lắm đến cảm xúc của cô ấy. An toàn của Lê Uy Long mới là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác đều có thể tạm gác qua một bên. Kẻ nào dám chĩa súng vào Long thần chiến, hắn chỉ có nước chết. Lần này hai người đột nhập vào lãnh thổ của Lưu Bảo Thục chính là để trả thù, nên chẳng có lý do gì khiến anh phải e ngại việc giết người cả. Đám xã hội đen ở đây cũng đâu có ai đáng sống. Lúc này, Thiên Thành chỉ chĩa súng nhằm khống chế Lưu Bảo Thục, anh sẽ không giết hắn mà để Lê Uy Long tự mình quyết định. Dù sao Lưu Bảo Thục này cũng là kẻ thù giết cha Uy Long, anh không có quyền can thiệp vào. Thế nào bây giờ mày còn điều gì chăn chối nữa không? Lệ Uy Long đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Lưu Bảo Thục và hỏi. Không tôi, tôi không muốn chết. Lưu Bảo Thục đã bị đẩy vào đường cùng, cuối cùng cũng không dám vênh mặt nữa mà co vòi sợ hãi. Trong tình trạng này, chỉ cần hắn ta sơ sẩy trái ý một chút thì sẽ lập tức ăn đạn của thiên thành. Lưu Bảo Thục bắt đầu run sợ và không dám nhúc nhích. Bố tao đã chết trong tay mày, vậy mày nghĩ tao có nên tha cho mày không? lê uy long nói và bắt đầu đi vòng quanh người lưu bảo thục lúc này lưu bảo thục đang rất sợ hãi và đã bị dồn đến chân tường trong khoảng không gian chật trội của căn phòng hắn ta hoàn toàn không có cách nào để rút lui lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang đang ngày một gần thiên thành lập tức quay lại hai tay cầm súng nhắm thẳng về phía cánh cửa căn phòng anh ta đoán rằng tiếng súng vừa nãy đã đánh động đến đám người của lưu bảo thục bên ngoài hành lang còn tên lưu bảo thục nghe thấy tiếng bước chân của đàn em đang tới thì mừng rỡ ra mặt, chắc mầm mình sẽ được cứu. nguyễn tú hằng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía mình liền đoán được có chuyện chẳng lành nên trong lòng giấy lên đầy lo lắng. nếu bọn chúng đổ xô đến đông như vậy, liệu thiên thành và lê uy long có thể đối phó được không? cô vẫn đang nguyên man suy nghĩ thì một nhóm người đã vội vã chạy đến bên cửa phòng trước mắt họ là cảnh tượng rất nhiều người trong băng đảng nằm trên vũng máu loang lổ, tất cả đều có một lỗ lớn trên trán. Chứng kiến điều này, tất cả bọn chúng đều trợn mắt kinh ngạc. Nhìn cái gì nữa, mau giết chúng đi, Lưu Bảo Thục bất chợt hét lớn khi thấy người của mình đã đến trước cửa. Những tên đàn em tuân lệnh ngay lập tức, nhắc thấy Thiên Thành đang cầm súng cả hai tay, bọn chúng liền nhắm bắn vào anh. Pằng pằng pằng, có tiếng súng vang lên liên hồi, và đám vệ sĩ của Lưu Bảo Thục đứng trước cửa đã lần lượt ngã xuống trước khi chúng kịp rút súng. A à, hát, hát hát, những tiếng hét đau đớn vang lên, cả đám người bị bắn ngã dài trên mặt đất. Thấy đám đàn em của mình quá vô dụng, Lưu Bảo Thục lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng một lần nữa. Lúc này, Thiên Thành ngay lập tức rút khẩu súng trường tấn công QBZ ra khỏi cơ thể anh sau khi hết đạn ở khẩu súng lục. Lại thêm nhiều tiếng bước chân chạy đến gần, tất cả thành viên băng hổ báo đã chạy đến vây kín cửa phòng lập tức thiên thành đã nã khẩu súng trường tấn công liên tục vào phía cửa tất cả những người bước chân đến cửa phòng đều vào tầm ngắm của khẩu súng và bị bắn chết ngay càng nhiều người trong băng đảng này chết thì càng tốt rất may là thiên thành đã có sự chuẩn bị chu toàn từ trước khi đến đây đặc biệt là khoản đạn dược chưa đầy một phút các xác chết ở cửa phòng đã chất thành đống những người còn lại của băng hổ báo trông thấy đồng bọn vừa chạy đến cửa phòng thì lập tức bị giết nên đã cẩn thận dừng lại kịp thời và không dám lao về phía trước nữa. Thấy cánh cửa của căn phòng đầy xác chết, máu tràn ra nhuộm đỏ mặt đất, tràn vào đầy sàn căn phòng, Nguyễn Tú hằng sợ hãi đến mặt mũi xanh lét. Thế giới thần tiên Wonderland quả thực đã trở thành địa ngục trần gian. Chỉ một lúc sau, đã không còn tên nào trong băng đảng đứng ở cửa phòng, nhưng Thiên Thành vẫn giữ chặt khẩu súng trường và chĩa nó về phía cửa khoang, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lúc này Lưu Bảo Thục hiểu rằng sẽ không có bất cứ tên đàn em nào dám chạy tới cứu hắn nữa, hắn chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Vì vậy, thấy Thiên Thành còn đang mãi ứng phó với đám người ở cửa khoang, Lưu Bảo Thục đột nhiên lao tới người Lê Uy Long và cố gắng đánh lại một cách tuyệt vọng. chương 65 thoát khỏi câu lạc bộ Wonderland. Mắt thấy Lưu Bảo Thục nhào tới, Lê Uy Long vung tay dáng một cú đấm nặng ngàn cân ngay giữa chán hắn ta. Á, à, Lưu Bảo Thục hét lên và bay người về phía sau. Bang! lưng hắn đập vào tường phát ra một tiếng động lớn, rồi cả cơ thể hắn trượt từ bức tường xuống đất, máu nhuộm đỏ cả một khoảng tường. Lúc này mặt hắn tái nhợt không còn chút khí huyết, nằm bẹp dúm một đống trên mặt đất như một con chó sắp chết, hoàn toàn không động đậy. Liếc thấy nắm đấm của Lệ Uy Long vung lên, đại ca của bang Hổ Báo đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Nguyễn Tú hằng sững sờ, cô thầm nghĩ Lệ Uy Long, kẻ luôn bị coi là vô tích sự, lại là một người đàn ông có nhiều bí mật đến thế thật đáng tiếc khi Chu Nhược Mai không có mặt ở đây để có thể chứng kiến phong thái ngang tàng, anh dũng của chồng cô ấy. Trong mắt nhiều người, lực lượng của bang hổ báo vô cùng đáng sợ, nhưng đối diện với Lê Uy Long, chúng dường như chỉ là một bầy sâu bọ, nhấc chân là đi tong cả lũ. Khi mới biết tin ông Dương Văn Đoàn bị giết bởi băng nhóm xã hội đen này, cô cho rằng Lệ Uy Long không có hy vọng có thể trả thù cho bố. Vậy mà cho đến thời điểm hiện tại, băng hổ báo, bóng ma ám ảnh bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình trong thành phố đã nát như cám dưới gót chân của lê uy long lúc này sự ngưỡng mộ của lê uy long trong lòng cô dâng trào như một dòng sông lê uy long không vội giết lưu bảo thục mà trước tiên cởi trói tay và chân cho nguyễn tú hằng lê uy long anh đã giết rất nhiều người liệu anh có sao không nguyễn tú hằng thở phào nhẹ nhõm và lo lắng hỏi không sao những người này đều chết vì chống người thi hành công vụ đặc vụ thiên thành đang thi hành nhiệm vụ vây bắt các băng đảng xã hội đen trong thành phố ai dám hỏi lê uy long nói vậy làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây ở đây thật kinh khủng nguyễn tú hằng kinh hãi nhìn xác chết ở khắp mọi nơi máu lan tới nhuộm đỏ cả chân cô cô chỉ muốn rời khỏi địa ngục này ngay lập tức đừng vội hãy chờ tôi xử lý tên cầm đầu lưu bảo thục này đã lê uy long nói và quay sang lưu bảo thục lúc này lưu bảo thục bị thương nặng nhưng vẫn còn ý thức thấy lê uy long đằng đằng sát khí tiến đến gần hắn thều thào yếu ớt van xin đừng giết tôi xin đừng giết tôi tôi không muốn chết vậy khi bố tao bị thương nặng mày chính mày đã giết ông bằng một nhát dao chí mạng mày còn nhớ hay không mày không nhớ thì tao ở đây để nhắc cho mày nhớ không giết mày thì sao tao rửa sạch được mối thù này Lệ uy long hét lớn và vung một nắm đấm hướng thẳng lồng ngực của hắn như một tảng đá lớn đè xuống trái tim lưu bảo thục không thở được hắn há hốc mồm, ọc, một ngụm máu phun ra từ miệng hắn. Ngay khi Lê Uy Long muốn kết liễu cuộc đời của tên đại ca khét tiếng, Thiên Thành đột nhiên lên tiếng, anh Long, tay chân của hắn đang phục kích bên ngoài hành lang. Chúng ta còn phải đưa đưa cô Tú Hằng đi qua nữa. Nếu giết hắn ngay thì e rằng lợi bất cập hại. Lệ Uy Long ngay lập tức tỉnh táo khi nghe lời nhắc nhở của Thiên Thành. Nếu chỉ có anh ta và Thiên Thành lao ra, sẽ không thành vấn đề gì cả nhưng nếu mang theo cả người phụ nữ này cùng đi lại vô cùng nguy hiểm bởi vì hành lang tối om mở ra từ mọi hướng những họng súng của bang hổ báo chĩa đến từ khắp mọi nơi nếu cùng một lúc chúng bóp cò thì anh rất khó để có thể đảm bảo an toàn cho nguyễn tú hằng để rút lui và đảm bảo an toàn cho nguyễn tú hằng chỉ có thể lấy lưu bảo thục làm con tin vì vậy lệ uy long nới lỏng nắm tay và nói với lưu bảo thục mày may đấy hôm nay tao sẽ bố thí cho mày thêm chút thời gian 7 ngày sau, tao sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm lớn cho cha tao, đó sẽ là lúc tao lấy cái mạng chó của mày. Không chế một phút, trong vòng 7 ngày này, nếu Trương Minh Chí có tìm đến mày, thì chúng mày có cơ hội mà khóc cùng nhau rồi đó. Lệ Uy Long một lần nữa nói với Lưu Bảo thuộc những gì anh nói với gia đình họ Trương. Sẽ quá dễ dàng cho hắn nếu hắn được chết bây giờ. Cái giá ấy quá rẻ mặt so với nỗi đau mà hắn và đám lâu la đã gây ra cho anh sẽ tốt hơn nhiều nếu hắn phải trải qua 7 ngày sống trong sợ hãi cho tới khi trực chờ miệng lỗ. Rồi hắn giết hắn sau cũng chưa muộn, Lưu Bảo Thục nghe Lê Uy Long nói sẽ tha mạng cho mình, hắn mừng khôn xiết. Hắn nghiến răng thầm nhủ, bang hổ báo sẽ không tha cho mày trong 7 ngày tới đâu, đừng vội mừng. Thiên Thành, đưa tôi khẩu súng, anh hãy giữ lấy hắn. Lê Uy Long nói với Thiên Thành. Được, Thiên Thành hiểu ý của Lê Uy Long, và ngay lập tức đưa cho lê uy long khẩu súng trường tấn công đang cầm trong tay sau đó anh đón lấy lưu bảo thục rút khẩu súng lục ra dí vào đầu của hắn và nói ra ngoài cùng với chúng tao yêu cầu người của chúng mày hạ súng xuống nếu không tao sẽ cho mày ngay một viên đạn vào đầu được rồi đừng nóng nảy tôi sẽ yêu cầu bọn chúng không bắn tất nhiên lưu bảo thục hiểu tình thế làm con tin trong tay thiên thành của hắn thiếu gì củi đốt ở trên rừng chỉ cần có thể sống sẽ có cơ hội giết Lê Uy Long và thằng nhãi này trong tương lai. Tú Hằng, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, đi theo tôi." Lê Uy Long nói dứt khoát, một tay cầm khẩu súng, một tay kéo Nguyễn Tú Hằng. Được rồi, ngay khi bàn tay cô được nắm lấy bởi bàn tay của Lê Uy Long, cô cảm thấy như một cú sốc điện. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt cô đỏ lên, Thiên Thành Điệu Lưu Bảo thuộc tới trước cửa hộp đêm Wonderland. Tất cả bỏ súng xuống, không ai được bắn, tao sẽ ra ngoài ngay bây giờ." lưu bảo thục hét to khi gần đến cửa trở thành con tin thì ắt phải có ý thức của một con tin hắn nhận thức rõ ràng rằng nếu đàn em nào của hắn vọng động thì hắn ắt phải cầm chắc cái chết trong tay vì vậy hắn đành gom hết chút hơi tàn hét to lên một tiếng cảnh báo lũ đàn em phía bên ngoài bên ngoài các hành lang những kẻ đang phục kích nghe tiếng lưu bảo thục hét to liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức bọn chúng đều nghĩ rằng đại ca lưu bảo thục đã giải quyết xong xuôi kẻ thù trong phòng nhưng khi thấy Thiên Thành dí khẩu súng lục vào đầu Lưu Bảo Thục và bước ra ngoài từng bước, tất cả đều sững sờ. Chúng không ngờ rằng đại ca chúng Tôn Sùng đã trở thành con tin trong tay kẻ khác. Nhìn thấy tình huống này, tất cả lũ đàn em hoang mang tột bực, không biết phải làm gì, sợ ném chuột vỡ bình. Lệ Uy Long và Nguyễn Tú Hằng đi theo Thiên Thành bắt đầu bước ra khỏi phòng. Tôi sợ quá, làm ơn bảo vệ tôi lần đầu tiên trải nghiệm hoàn cảnh hiểm nguy cận kề trong gang tấc này nên Nguyễn Tú Hằng kinh hoàng vô cùng. Yên tâm là có tôi thì không ai có thể làm tổn thương cô được. Lê Uy Long nói, khi ra đến trước cửa phòng, Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy một đống xác chết, toàn thân cô run lên vì sợ hãi. Bên ngoài đầy xác chết, đâu đâu cũng có người chết, làm sao ta có thể ra ngoài được? Nguyễn Tú Hằng run rẩy nói, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Lê Uy Long nói xong liền ôm lấy eo của Nguyễn Tú Hằng và nhảy qua. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, vị anh hùng Lê Uy Long không thể câu nệ tiểu tiết giữa nam và nữ như trong những hoàn cảnh thông thường được nữa. Ôi, Nguyễn Tú Hằng được Lê Uy Long ôm trong lòng nhảy qua từng đống xác người, đột nhiên thốt lên một tiếng. Cảm giác này thật không thể diễn tả thành lời. Sau khi nhảy qua vô số những xác chết, Lê Uy Long cầm khẩu súng bằng một tay, giữ Nguyễn Tú Hằng trong tay kia, đi theo thiên thành và tiếp tục tiến về phía trước. Bỏ súng xuống, đừng chĩa vào tao. Lưu Bảo Thục thấy người của hắn vẫn đang lăm le súng trong tay đành bắt buộc phải hét lên một lần nữa. Nhìn vào thái độ của đại ca, lũ đàn em đành bỏ súng xuống đất. Kẻ cầm đầu bị bắt làm con tin, nên tất cả đều không dám gây rối. Thiên Thành và Lê Uy Long cẩn thận nhìn bốn phía, nghe ngóng động tĩnh ở mọi hành lang. Tất cả đều yên ắng, ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, phần lớn khách trong Wonderland đã nháo nhào bỏ chạy ra ngoài. Số rất ít còn lại vì quá sợ hãi đành tìm nơi trốn đâu đó trong các căn phòng. Thiên Thành hộ tống Lưu Bảo Thục, Lệ Uy Long dẫn Nguyễn Tú Hằng cùng tiến đến sàn nhảy lớn mà không bị cản trở trên đường đi. Lúc này ở sảnh, thứ âm thanh rú rít khi nãy đã dừng lại từ lâu, những vị khách say sưa nhảy nhót trong men rượu cũng không còn một mống. Cả khu vực sàn rộng lớn trống trơn. "Anh Long, anh đưa cô Tú Hằng ra ngoài trước, tôi sẽ đuổi theo sau ngay." Thiên Thành nói. "Tốt." Lệ Uy Long trả lời trả lại khẩu súng trường cho Thiên Thành và sau đó kéo Nguyễn Tú Hằng ra khỏi câu lạc bộ Wonderland. Vì Lưu Bảo Thục bị Thiên Thành bắt làm con tin, nên lúc này tất cả đàn em của hắn đều nín thở bước từng bước về phía phía sàn nhảy. Dừng lại cho tao, đừng tiến lên nữa, Lưu Bảo Thục hét lên, hắn ta còn sợ hãi, căng thẳng hơn cả Thiên Thành. Nếu lũ đầu đất này làm Thiên Thành nổi cơn điên lên cho hắn một viên đạn vào đầu thì tất cả đều kết thúc. Lũ đàn em liền dừng bước. Hãy đứng lên cho tao. Nếu mày dám bước một bước, tao sẽ ngay lập tức biến mày thành một tổ ong." Lúc này, Thiên Thành chỉ vào Lưu Bảo Thục với khẩu súng trường tấn công và bắt đầu rút lui về phía cửa. Lưu Bảo Thục biết điều hiểu rằng phía sau hắn là một họng súng không lơ là cảnh giác của một đối thủ đáng sợ nên hắn chỉ có thể đứng tại chỗ với nỗi sợ hãi ngập tràn, chờ đợi Thiên Thành rời đi. Lũ tay chân của hắn đã nhận được lệnh, không dám gây rối và chỉ có thể đứng im nhìn Thiên Thành rời đi. Chúng không thể hiểu tại sao Thiên Thành lại có khẩu súng trường tấn công QBZ. Những người có thể có được khẩu súng trường tấn công này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Ngay sau khi Lê Uy Long và Nguyễn Tú hằng lên xe jeep, Thiên Thành đã đuổi kịp. Anh nhảy lên xe và lái đi ngay lập tức. Tại câu lạc bộ Wonderland. Sau khi Thiên Thành rời đi, Lưu Bảo Thục bị thương nặng đến nỗi chút hơi sức cuối cùng của hắn để giữ cho cơ thể có thể đứng thẳng cũng bị rút cạn. Hắn ngã gục xuống đất, đại ca đại ca lũ tay chân của băng hổ báo đồng loạt kêu lên và nhào tới đại ca có chuyện gì với anh vậy đại ca anh có sao không cả lũ nháo nhác hồi lâu lưu bảo thục đổ mồ hôi cầm cái miệng của chúng mày lại tao đã bị thương nặng đến thế này rồi mà chúng mày còn hỏi tao có làm sao không lũ đầu đất đại ca bọn đó đánh anh như thế này và giết rất nhiều anh em của chúng ta chúng ta hãy đuổi theo giết hết bọn chúng và trả thù cho những anh em đã chết một gã đàn em nói bọn chúng quá mạnh đuổi theo bây giờ là đâm đầu vào chỗ chết phải dùng cái đầu mày mà nghĩ đi đã lưu bảo thục nói hắn đã được nếm sự lợi hại của lê uy long và thiên thành nên không dám làm liều vậy chúng ta đành ngồi đây mà chống mắt lên nhìn chúng nó thoát sao chắc chắn tao sẽ không tha cho chúng nó nhưng vẫn chưa đến lúc chuyện trả thù phải tính dài hơi bây giờ hãy nhanh chóng báo cáo tình hình chúng ta với anh lớn. Tuân lệnh đại ca, chương 66 dọn đến ở chung lúc này, trên xe Jeep. Cô hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Lệ Uy Long thấy rằng Nguyễn Tú Hằng vẫn còn bị sốc, vì vậy anh an ủi. Khủng khiếp, cảnh tượng lúc nãy thật kinh hoàng, máu chảy thành sông, làm thế nào mà tôi bình tĩnh lại được. Nguyễn Tú Hằng vẫn còn run rẩy, làm sao cô lại bị bắt đến nơi đó? Lê Uy Long hỏi, Tối nay khi tôi đang đi mua sắm thì bất ngờ bị kéo vào một chiếc xe. Rồi sau đó chúng đưa tôi đến câu lạc bộ Wonderland này." Nguyễn Tú Hằng nói, "Hóa ra là như vậy, sau này cô phải cẩn thận hơn." Lê Uy Long trầm ngâm nói. "Ôi, sau những gì vừa xảy ra, bây giờ tôi không dám ở một mình đâu." Nguyễn Tú Hằng hoang mang cực độ, cô thực sự sợ bị băng hổ báo bắt đi thêm một lần nữa. Thêm nữa chứng kiến cảnh sát chết ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi đổ thành sông, Cô thực sự không dám ngủ một mình. Đầu cô tràn ngập những cảnh khủng khiếp, máu me, nếu nhắm mắt nằm xuống thế nào ác mộng cũng sẽ bủa vây lấy cô. "Vậy tôi phải làm gì cho cô đây?" Lệ Uy Long hỏi. "Tôi muốn chuyển đến nhà anh và sống với Nhược Mai." Nguyễn Tú Hằng trả lời nhanh. "Nếu cô vui lòng thì tôi không có ý kiến gì." Lệ Uy Long nói, dù sao có rất nhiều phòng trong biệt thự của anh. Và Nguyễn Tú Hằng là bạn gái tốt nhất của Nhược Mai cô ấy muốn chuyển đến trong thời điểm này cũng là một việc dễ hiểu anh nên hỏi nhược mai trước nguyễn tú hằng cảm thấy rằng uy long nên hỏi chu nhược mai về quyết định của anh có nhưng cô đừng nói với cô ấy rằng chúng tôi đã đột nhập vào căn cứ của lưu bảo thục và giết nhiều người ở đó lê uy long nói tại sao anh không thể nói với cô ấy nguyễn tú hằng hỏi bởi vì tôi không muốn cô ấy sợ tôi lê uy long nhẹ nhàng nói nếu tôi không nói những gì vừa xảy ra làm sao tôi có thể chuyển đến nhà anh mà ở được nguyễn tú hằng thắc mắc cô và nhược mai là bạn thân mà đâu cần một lý do đặc biệt gì để chuyển đến ở cùng nhau đâu nhỉ lê uy long hỏi một cách khoa trương được rồi tôi sẽ nói đại ý như vậy cảm ơn anh rất nhiều về buổi tối nay nếu anh không có mặt đúng lúc để cứu tôi thật tôi không biết những gì khủng khiếp sẽ xảy ra với mình nữa nguyễn tú hằng nói một cách chân thành không có gì cô là bạn gái thân thiết của nhược mai nên việc tôi cứu cô là điều tự nhiên. Và lại tôi cũng tình cờ đến đó với một mục đích khác mà thôi. Lệ Uy Long nói đơn giản, thật kỳ lạ, anh, đến tìm Lưu Bảo Thục để trả thù đúng lúc tôi bị bắt. Liệu đây có phải là định mệnh không? Nguyễn Tú Hằng ngập ngừng nói, định mệnh sao? Cô cũng tin vào thứ được gọi là định mệnh sao? Cô là một nhà văn online nên tin vào định mệnh à? Lệ Uy Long nhún vai, ừm, um, anh nói cũng phải, vậy để tôi gọi điện cho Nhược Mai trước nguyễn tú hằng nói xong bèn lấy điện thoại di động ra và gọi vào số của chu nhược mai sau đó nguyễn tú hằng nói với chu nhược mai về dự định ở lại biệt thự đồi mây của cô một thời gian tất nhiên nhược mai rất hoan nghênh bạn mình biệt thự có rất nhiều phòng nếu thu hằng cùng đến ở cô sẽ rất vui chưa kể rằng bây giờ mẹ cô cũng đã chuyển đi và tất nhiên cha cô cũng sẽ không sống trong biệt thự nữa nguyễn tú hằng chuyển đến thì tuyệt vời biết bao cô sẽ có một người sớm tối bầu bạn sau đó nguyễn tú hằng yêu cầu lê uy long đưa cô về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo và mang theo máy tính sách tay cô làm nghề viết tiểu thuyết trực tuyến công việc cần được cập nhật mỗi ngày vì vậy cần phải mang theo máy tính quốc hòa không phải quê nhà của cô đây chỉ là nơi cô theo học đại học tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cô đã lựa chọn ở lại thành phố này kiếm sống bằng nghề viết lách online và thuê một ngôi nhà để ở sau khi nguyễn tú hằng chuẩn bị xong đồ đạc Thiên Thành chở Lê Uy Long và Nguyễn Tú Hằng đến biệt thự đồi mây rồi lái xe đi, anh sống trong khách sạn. Chu Nhược Mai rất vui khi thấy Nguyễn Tú Hằng đến. Nguyễn Tú Hằng hoàn toàn tuân theo lời dặn của Lê Uy Long, không tiết lộ với Chu Nhược Mai rằng cô đã phải trải qua một buổi tối hồn siêu phách lạc khi bị bắt đến câu lạc bộ Wonderland và Lê Uy Long cùng với Thiên Thành đã giết rất nhiều người ở đó. Anh lớn mà Lưu Bảo Thục và lũ đàn em đề cập đến là Cao Kim Bình khi biết tin về hai kẻ đã dám to gan xông thẳng vào hang hùm miệng cọp của bang hổ báo đánh trọng thương lưu bảo thục và giết chết nhiều anh em trong bang hội hắn nổi giận đùng đùng hoang đường sằng bầy dám xông vào lãnh thổ của bang hổ báo mà giết người một lũ có mắt mà không thấy thái sơn nếu tao không ra tay lóc từng mảnh ra lột từng sợi gân của chúng thì bang hổ báo này còn mặt mũi nào nữa cao kim bình phừng phừng giận dữ theo như tôi biết Lễ Uy Long đến Wonderland để trả thù Lưu Bảo Thục vì anh ấy đã giết cha nuôi của hắn là Dương Văn Đoàn. Một gã đàn em lý nhí trước cơn giận dữ của anh lớn trong bang. Vậy thì làm sao? Ở thành phố này chỉ anh em trong bang hổ báo chúng ta mới nắm quyền sinh quyền sát với những kẻ khác. Đứa nào dám lên tiếng? Đứa nào dám phản kháng lại nào? Để chúng nó ngang ngược vào bang như vào chỗ không người thì chúng ta còn uy tín ở đâu ra nữa? Rồi sau này kẻ nào cũng nghĩ rằng chúng ta toàn bọn hổ giấy, Nhấc tay là bắt nạt được sao? Được rồi, Cao Kim Bình càng nói càng tức giận, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ bằng vào hai kẻ mà chúng dám đột nhập, đánh trọng thương Lưu Bảo Thục, còn giết bao nhiêu anh em trong hội, chứng tỏ rằng đối phó với chúng không hề đơn giản và chúng ta không được khinh suất mà hành động vội vàng. Võ Trung Hiếu nói, vậy theo ý kiến của anh, chúng ta nên làm gì? Cao Kim Bình hỏi. Võ Trung Hiếu vốn được coi là quân sư của bang hổ báo. Trước đây nhờ vào những mưu lược tháo vát của ông ta Cao Kim Bình đã quét sạch các băng nhóm khác trong toàn thành phố, từ đó thiết lập một đế chế ngầm độc tôn của bang hổ báo tại quốc hòa cho tới nay. Do đó, địa vị của hắn ta phải nói là dưới một người nhưng trên vạn người, bên dưới mỗi mình anh lớn Cao Kim Bình. Trong nhiều chuyện, Cao Kim Bình đều phải tham vấn ý kiến của ông ta. Theo như tôi biết, hôm nay Lệ Uy Long cũng đã đường đột xông vào gia đình nhà họ Trương. Trong bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà Trương, hắn ta đã ngang nhiên mang một cái quan tài tới làm lễ vật mừng thọ lại còn đánh bại những cao thủ khác trong gia đình nhà họ trương thậm chí còn phế tự cả cháu đích tôn của bà trương là trương minh trí nữa võ trung hiếu nói ý anh là gì cao kim bình hỏi điều này cho thấy sức mạnh của lê uy long là phi thường anh ta dám ngang nhiên không coi ai ra gì như thế cho thấy anh ta không hề sợ hãi võ trung hiếu nói Mặc dù Lê Uy Long có thể đánh bại các cao thủ của nhà họ Trương nhưng bang hổ báo của chúng ta cũng thiếu gì nhân tài. Vì vậy chẳng có gì phải run sợ trước hắn cả. Cao Kim Bình vẫn hùng hổ, e rằng Lê Uy Long không đơn độc một mình đâu. Tôi lo rằng phía sau hắn ta còn có thế lực khác ngầm ủng hộ nữa. Võ Trung Hiếu thâm trầm. Hắn thì có thể dựa vào ai? Cao Kim Bình hỏi. Đó cũng chỉ mới là điều tôi suy đoán. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng ngày 26 tháng trước, Vũ Hải, người đứng đầu chiến trường miền nam đã tham dự vào đám cưới của hắn ta võ trung hiếu cảnh giác nói quân đội thì có liên can gì ở đây nếu vậy chúng ta nên làm gì cao kim bình hỏi lại lê uy long đã bãi tự trương minh trí làm sao nhà họ trương có thể nuốt trôi mối hận thù ấy cho được kiểu gì trương gia cũng không để hắn được yên vì vậy tạm thời chúng ta nên án binh bất động đã chờ xem tình hình sắp tới sẽ diễn tiến thế nào rồi sau đó hãy quyết định Bó Trung Hiếu thật không hổ danh quân sư của bang hổ báo được rồi tôi cũng sẽ điều tra thêm về vấn đề liên quan tới quân đội mà anh vừa nhắc tới Cao Kim Bình nói sau khi được đưa đến bệnh viện Lưu Bảo thuộc nhớ ra rằng Vương Tử Lan và nhóm tay chân được phái đi hôm nay vẫn chưa trở về hắn ra lệnh cho anh em gọi Vương Tử Lan xem tung tích của hắn ở đâu nhưng điện thoại của hắn liên tục báo ngoài vùng phủ sóng điện thoại của tất cả nhóm người đi cùng Vương Tử Lan cũng nằm trong tình trạng như vậy tất cả đều không liên lạc được. Cứ như tất cả đều bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất này. Vụ mất tích tập thể này làm giấy lên một linh cảm đáng ngại trong suy nghĩ của hắn ta. Chẳng lẽ nhóm vương tử Lan kia cũng bị tên Lê Uy Long xóa sổ hoàn toàn sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên Lưu Bảo Thục cảm thấy khó thở. Rất có thể là như vậy. Hắn dám xông thẳng vào Wonderland giết bao nhiêu người thì không có gì lạ nếu hắn cũng là người quét sạch vương tử Lan cùng đồng bọn. Chương 67 kế hoạch của Chu Nhược Mai. Biệt thự núi mây. Tú Hằng, sao tối nay cậu có vẻ lạ thế? Cậu có ổn không? Chu Nhược Mai hỏi Nguyễn Tú Hằng khi hai cô ngồi trò chuyện. Đầu óc của cô ấy như ở trên mây và tâm trạng thì có vẻ không ngừng lo lắng, sợ sệt một điều gì đó. "À, ừm, mình có hơi lơ đáng vì đang tìm ý tưởng để viết tiếp cuốn tiểu thuyết." Nguyễn Tú Hằng vội viện một lý do nhưng thực sự cảnh tượng kinh hoàng toàn máu và máu ở câu lạc bộ wonderland tối nay không ngừng hiển hiện trong tâm trí cô làm nguyễn tú hằng liên tục bị phân tâm khi nói chuyện với người bạn gái chu nhược mai của mình vậy sao tức là hôm nay cậu chưa viết chương mới à chu nhược mai ngạc nhiên hỏi ừ hôm nay chuyển nhà nên tớ thấy hơi mệt chưa viết thêm được chữ nào cả trải qua một loạt sự việc kinh hoàng như hôm nay dĩ nhiên tú hằng không có tâm trí nào để viết bài chà thế thì gay thật như vậy lâu dần sẽ dẫn đến việc mất độc giả nhỉ, Nhược Mai lo lắng nói. Không sao đâu, tớ sẽ viết bù vào ngày mai. Bây giờ tớ thấy hơi buồn ngủ rồi, Tú Hằng vờ dụi mắt và nói. Được, vậy tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nhé, Nhược Mai nói. Lên phòng, tớ ngủ ở phòng nào vậy? Tú Hằng ngạc nhiên hỏi. Thì là phòng tớ chứ đâu, tối nay cậu chung với tớ đi. Chị em ta đã không ngủ cùng nhau một thời gian dài rồi. Chu Nhược Mai mỉm cười nói chuyện này đâu có được nếu tớ ngủ chung với cậu uy long sẽ không hài lòng đâu tú hằng bối rối nói nói gì thì nói chu nhược mai vẫn là người đã có chồng làm như vậy khác nào tú hằng trở thành kỳ đà cản mũi hai người họ mặc dù cô biết rằng nhược mai chưa từng chung giường với lê uy long trước đó nhưng sau lễ cưới tháng trước biết đâu chu nhược mai đã chấp nhận anh ta rồi thì sao anh ấy có thể có ý kiến gì chứ bọn tớ đâu có ngủ chung đâu anh ấy ngủ trong phòng anh ấy, còn cậu thì ngủ với tớ. Chuyện này có gì lạ đâu, Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. À, nếu vậy, chúng ta ngủ chung một đêm cũng được ha. Tú Hằng khẽ thở phào, tối nay cô thực sự sợ đến mức không dám ngủ một mình. Những ký ức về câu lạc bộ Wonderland vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, thật may vì Nhược Mai đã có ý tưởng này. Người cha nuôi đã chết một cách bi thảm dưới tay kẻ xấu, xương cốt ông ấy còn chưa lạnh và mối thù này vẫn chưa được trả, Vậy nên lúc này Lê Uy Long vẫn còn rất đau buồn và suy tư, cho dù lúc này Nhược Mai muốn anh nằm chung, anh cũng không có tâm trạng. Sau khi Nhược Mai và cô bạn Tú Hằng đã đi nghỉ, Lê Uy Long cũng lặng lẽ về phòng mình. Ngày hôm sau, nghe lời Uy Long, Nhược Mai đã đi làm lại, cô tiếp tục công việc ở tập đoàn Galaxy. Còn Nguyễn Tú Hằng thì ở lại trong biệt thự để viết tiếp tiểu thuyết giang dở. Lê Uy Long cảm thấy rằng ở cùng Tú Hằng một mình trong biệt thự như vậy thật không ổn lắm vì vậy anh đã yêu cầu Thiên Thành lái xe đến và đưa mình quay trở lại nơi ở cũ của cha nuôi bên ngoài vùng ngoại ô. Anh muốn xem xét những đồ đạc còn lại của ông Dương. Vào lễ cưới được tổ chức tháng trước, vị thiếu gia trẻ Dương Văn Thành đã tặng anh một chiếc xe hiệu Bugatti Veyron, còn cậu chủ đàm phong thì tặng một chiếc Lamborghini. Hiện tại anh đã cho Chu Nhược Mai sử dụng chiếc Lamborghini để đi làm, còn anh sẽ dùng chiếc Bugatti Veyron. Nhưng hôm nay Lê Uy Long không muốn lái xe, vì vậy anh đã yêu cầu thiên thành làm việc này dù sao uy long cũng muốn đi tới đó cùng thiên thành khi vừa đến khu nhà cũ của ông dương văn đoàn trong lòng lê uy long lại dấy lên một nỗi buồn khôn tả cảnh vật thì vẫn như xưa nhưng giờ đây cha anh đã không còn nữa uy long bước vào căn phòng nơi ông dương ở trước kia và cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong phòng trong lúc đó anh đã tìm thấy những tấm huy chương và chứng nhận của ông có đầy đủ các loại huân chương hạng nhất hạng 2 và hạng 3 được cất chữ cẩn thận trong dương gỗ. Tất cả đều là những tấm huy chương danh giá được trao tặng bởi Bộ Quốc phòng Quốc gia. Nhìn chúng, Uy Long lại càng đau lòng và ôm mặt khóc nghẹn. Trong lúc ông ấy cần anh nhất, anh lại không có mặt, giờ đây anh đã không còn cơ hội nào để báo hiếu nữa. Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, tên sát thủ bí ẩn mà cô ngấm ngầm liên lạc trên Internet đã gửi cho cô một tin nhắn nói rằng anh ta đã đến thành phố Quốc Hòa và yêu cầu cô chuẩn bị 2 tỷ tiền mặt rồi mang tiền đến vùng ngoại ô lúc 9 giờ tối giao cho hắn. Chừng nào nhận được tiền, sát thủ này mới có thể giúp cô giết Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục. Như vậy, cái giá cho mạng sống của Trương Minh Chí và Lưu Bảo Thục mỗi người là một tỷ đồng. Chu Nhược Mai đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về tên sát thủ bí ẩn này và biết rằng anh ta là kẻ ra tay rất sạch sẽ, thần không biết, quỷ không hay, và đặc biệt là chưa bao giờ thất bại. Vì vậy, Nhược Mai rất tin tưởng vào sức mạnh của anh ta. Lần này, Chu Nhược Mai quyết định mạo hiểm một lần nên đã yêu cầu sát thủ này giết Trương Minh Chí và Lưu Bảo Thục để trả thù cho ông Dương. Cô cảm thấy đây là cách duy nhất để bù đắp lỗi lầm của mẹ mình khi đã đuổi Dương Văn Đoàn ra khỏi nhà giữa đêm khiến ông chết thảm thương dưới bàn tay kẻ xấu. Nếu không, trong tương lai để Lê Uy Long biết được chuyện này, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bà. Vì vậy, khi được nghỉ làm vào buổi chiều, Chu Nhược Mai đã đến ngân hàng để rút 2 tỷ tiền mặt và bỏ vào một chiếc vali nhỏ sau khi rút tiền cô trở về nhà trước khi cô trở về căn biệt thự trên đồi mây nguyễn tú hằng vẫn đang ở nhà một mình còn lê uy long thì vắng mặt chu nhược mai ngạc nhiên hỏi tú hằng uy long đâu lúc này tú hằng đang tập trung vào màn hình chiếc máy tính trước mặt nên nói mà không ngoảnh lại anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm tớ cũng không biết anh ấy đã đi đâu hôm qua tú hằng đã không đăng chương chuyện mới vì vậy cô đã hứa với độc giả rằng sẽ bù đắp cho họ vào ngày hôm nay bằng việc thêm vào chuyện nhiều chi tiết kịch tính mới và gia tăng số lượng chương bình thường bây giờ tú hằng đang tràn đầy cảm hứng nên cô không có thời gian để nói chuyện cụ thể với chu nhược mai thấy tú hằng đang bận rộn làm việc nhược mai cũng không muốn làm phiền cô ấy quá nhiều vì vậy cô đi vào bếp để lấy một ít đồ ăn nhược mai nghĩ lúc này lê uy long không ở nhà lại là chuyện tốt nếu không cô sẽ phải đau đầu viện một lý do gì đó để ra ngoài gặp sát thủ kia mà không khiến anh ấy nghi ngờ. Do đó, cô cũng không muốn gọi cho Lê Uy Long để hỏi xem anh đang ở đâu. Có điều, khi Uy Long không có ở nhà, sẽ không có ai nấu ăn cho cô, vì vậy nhược mai đành phải tự làm chuyện này. chấm. Xiao Ocean đã về nhà cũ của bố nuôi để sắp xếp lại các đồ đạc. Anh dành cả ngày để ngắm nhìn mọi thứ và tưởng nhớ đến cha mình, nên không muốn đi đâu cả đây là nơi anh lớn lên, nó gắn với rất nhiều kỷ niệm ấu thơ của anh. Bây giờ người cha nuôi đột nhiên qua đời, Lệ Uy Long thực sự không thể chấp nhận sự thật này, trong lòng anh thực sự đau buồn khôn tả. Tâm trạng của Thiên Thành cũng không khá hơn bao nhiêu, anh không biết làm cách nào để an ủi Lệ Uy Long, nên chỉ đành đứng im lặng quan sát. Mặc dù trương gia đã điều tra ra rằng Lệ Uy Long chỉ là một người lính đặc nhiệm bình thường vào đêm qua, nhưng sau đó, bọn họ đã hay tin Lê Uy Long và Thiên Thành đột nhập vào lãnh thổ của Lưu Bảo Thục và giết chết rất nhiều thành viên của bang Hổ Báo. Vì vậy, Trương gia cũng e dè và chưa dám hành động gì. Kể cả bang Hổ Báo sau khi chịu một nỗi nhục như vậy, bọn chúng cũng không dám hấp tấp mà trở nên cẩn thận hơn hẳn, im ắng chờ thời cơ. Hơn nữa, Trương gia thấy rằng một nhân vật tầm cỡ như Thiên Thành lại có vẻ như rất nghe lời Lê Uy Long, vì vậy bọn họ cũng không dám gây chuyện gia đình họ trương này muốn chờ băng hổ báo ra tay trước, khiến cho Lê Uy Long dần suy yếu, sau đó mới nhân cơ hội xử lý anh. Dù sao, trước mắt vẫn còn 7 ngày, họ không cần phải vội vàng. Về phần băng hổ báo, bọn chúng đã tiếp thu lời khuyên của quân sư Võ Trung Hiếu, nên đã quyết định chờ trương ra hành động trước. Tất cả bọn họ đều là những con cáo giả, không ai muốn mạo hiểm trước mà chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi. Chấm chấm. Sau khi Chu Nhược Mai nấu ăn xong, Cô ngồi ăn tối cùng với Nguyễn Tú Hằng. Cả hai vui vẻ nói một vài chuyện cũ hồi còn đi học. Nhưng trong lòng Chu Nhược Mai lúc này vẫn canh cánh một nỗi lo. Sau bữa tối, Tú Hằng tiếp tục công việc viết lách của mình, trong khi Chu Nhược Mai tranh thủ kiểm tra thời gian. Cuối cùng, sau khi đợi đến 8 giờ 30 tối, Chu Nhược Mai nói với cô bạn, "Tú Hằng, giờ tớ có việc phải ra ngoài." "Muộn thế này rồi, cậu còn muốn đi đâu?" Tú Hằng ngạc nhiên hỏi. "Cũng không có gì to tát đâu." tớ sẽ về ngay ấy mà. Nhược Mai mỉm cười trấn an cô bạn. Hay để tớ đi cùng cậu nhé. Nguyễn Tú Hằng cảm thấy có chút bất an, cô lo là Chu Nhược Mai ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp phải đám côn đồ bang hổ báo đang lồng lộn muốn trả thù. Không sao, tớ sẽ không gặp chuyện gì đâu, cậu cứ an tâm ở nhà hoàn thành nốt tiểu thuyết đó đi. Nhược Mai bình tĩnh nói. Vậy cũng được, cậu nhớ quay lại sớm và chú ý an nguy bản thân đấy. Tú Hằng nói, cô vẫn còn hai chương trước khi kết thúc chỉ tiêu ngày hôm nay. Vì vậy cô cũng không muốn cản Chu Nhược Mai nữa. Nói xong, Chu Nhược Mai lặng lẽ xách theo chiếc vali nhỏ chứa 2 tỷ tiền mặt và đi ra ngoài. Sau đó, cô lái chiếc Lamborghini đến địa điểm mà gã sát thủ bí ẩn đã giao hẹn tại vùng ngoại ô thành phố. Chương 68 bàn bạc. Cùng lúc đó, tại ngôi nhà cũ của Dương Văn Đoàn ở ngoại ô thành phố. Soái tướng, tôi vừa nhận được thông báo rằng sư đoàn tinh nhuệ đã được tập hợp bên ngoài thành phố Quốc Hòa. Thiên Thành nói, đừng gọi tôi là soái tướng, cậu phải chú ý giữ bí mật danh tính chứ. Hãy bảo họ ở yên ngoài đó và chờ mệnh lệnh của tôi. Lê Uy Long nói, vâng, anh Long, mà anh biết lần này ai là người chỉ huy sư đoàn đó không? Thiên Thành nói rồi nhìn Uy Long dò hỏi, không, làm sao mà tôi biết được, đó là sĩ quan ưu tú nào thế? Uy Long tò mò nói, sư đoàn tinh nhuệ này là một bộ phận của quân ứng chiến khu vực biên giới phía tây dĩ nhiên nó sẽ được lãnh đạo bởi lưu bảo kim sĩ quan chỉ huy của quân đội khu vực đó thiên thành hồ hởi nói với vẻ phấn khích cái gì tại sao sĩ quan lưu không yên vị ở phía tây để bảo vệ biên giới mà lại dẫn binh lính từ tận phía tây đến quốc hòa này làm gì chúng ta chỉ vừa mới kết thúc chiến tranh ai biết được địch có giữ lời không chứ lê uy long vô cùng ngạc nhiên chen lẫn nỗi lo lắng các anh em ở căn cứ phía Tây đều đã biết về cái chết của Dương Lão Tướng rồi, bọn họ ai cũng phẫn nộ. Họ muốn giúp anh trả thù cho ông ấy. Đây dù sao cũng là những người anh có quen biết, có họ bên cạnh chúng ta cũng yên tâm hơn. Thiên Thành hớn hở nói, không được, việc này quá mất thời gian, một sư đoàn đông như vậy cùng với sĩ quan lưu đi từ khu biên giới phía Tây đến đây đâu phải chỉ mất một hai ngày, có khi là hàng tuần ấy chứ. Thôi, anh hãy kêu họ quay trở lại đi, Uy Long xua tay. Lê Uy Long chỉ đang viện cớ để từ chối việc này. Đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh, anh đâu muốn liên lụy tới nhiều người như vậy. Những chiến sĩ này đã cùng anh vào sinh ra tử ở trận chiến vừa qua, anh hoàn toàn không muốn họ phải vì mình mà dốc sức thêm nữa. Và lại, Trương Gia và băng hổ báo cũng chỉ có mấy người, lại toàn là những kẻ trói gà không chặt. Chỉ cần anh và vài ba người nữa là thừa sức giải quyết, đâu cần huy động tới cả một sư đoàn. Họ định san bằng cả thành phố hay sao? Audio điện tử võ tấn bền. Anh Long, dù anh nói gì thì họ cũng đến rồi. Hay là cứ để họ đóng quân bên ngoài thành phố trước. Để đến được đây, sĩ quan Lưu đã phải xin chỉ thị đặc biệt từ cấp trên đấy. Họ đã bỏ nhiều công sức như vậy, anh cũng thoáng tính một chút có được không? Thiên Thành dè dặt khuyên nhủ, tại sao họ biết tin tức về cái chết của cha tôi nhanh như vậy? Uy Long sực nhớ ra điều này và hỏi. À, thì, là em đã nói với họ. Thiên Thành nói lý nhí, cái gì cậu cậu muốn huy động cả quân đoàn đến đây để xử lý ba cái đám tép diêu ấy à để đối phó với trương gia và bang hổ báo chỉ cần một đội đặc nhiệm của vũ hải đã quá đủ rồi lê uy long tức giận nói thì ban đầu kế hoạch của cấp trên là để vũ hải rút một sư đoàn ưu tú ra tạm trú bên ngoài thành phố sẵn sàng để anh phái đi nhưng những người lính của căn cứ phía tây cứ nhất quyết yêu cầu được tham gia họ cương quyết đến mức đại tướng cũng đã chấp nhận rồi em có thể làm gì khác đây đây đâu phải là ý định của em. Phen Gang nói, hừm, thôi được rồi. Dù sao chiến tranh cũng đã kết thúc, biên giới cũng tạm thời ổn thỏa, cứ để họ đến nếu họ muốn. Lệ Uy Long nói, trong lòng cảm thấy thật áy náy khi chuyện riêng của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Vâng, còn chuyện này nữa, theo điều tra của em, Hoàng Minh Yên, Chủ tịch Hiệp đồng Pháp luật thành phố Quốc Hòa, đã bí mật thông đồng với bang hổ báo, trương gia và nhiều thế lực khác, làm ra những chuyện động trời nhằm chuộc lợi cá nhân xem ra kẻ chúng ta phải đối phó với không chỉ có đám côn đồ và trương gia đâu thiên thành nói với vẻ mặt nghiêm trọng hư tên cầu chủ tịch hám lợi này nhất định phải bị loại bỏ chúng ta phải trừ hại cho dân uy long quả quyết nói anh long bây giờ cả sư đoàn tinh nhuệ của sĩ quan lưu và đội đặc nhiệm của đại úy vũ hải đều đã được tập hợp lại bên ngoài thành phố chỉ cần anh ra lệnh chúng ta có thể lập tức tìm đến trương gia và băng hổ báo để trả thù cho chú Dương. Thiên Thành nói, không vội, cứ đợi chúng hành động trước, chúng ta vẫn tiếp tục làm như kế hoạch ban đầu, tôi muốn truy ra tất cả những kẻ có liên quan để bắt gọn chúng trong một lần. Lê Uy Long cẩn trọng nói, hôm qua chúng ta đã gây ồn ào tại trương gia, lại còn đột nhập vào câu lạc bộ Wonderland giết rất nhiều người. Nhưng bọn chúng vẫn im ắng đến tận giờ, vậy chúng ta còn phải đợi đến khi nào đây? thiên thành lo lắng nếu tôi không nhầm thì có lẽ là do chúng e sợ cậu đấy cậu là một trung úy tài năng trong quân đội có huân chương ba sao một người như cậu luôn đi bên cạnh bảo vệ tôi khiến chúng rẻ chừng nên không dám tấn công ngay lê uy long nói trời lại còn có chuyện này nữa sao đúng là tôi không để ý đến thiên thành cau mày đúng vậy bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tôi và nghe lời tôi đám cáo giả này hẳn đã nghi ngờ gì đó lê uy long nói tiếp anh nói rất có lý vậy em nên làm gì đây thiên thành hỏi hôm tổ chức lễ cưới tất cả chúng ta đều đã quá phô trương rồi lẽ ra hôm đó cậu không nên mặc quân phục có đính quân hàm và huy chương đến tham dự bây giờ mọi người ở thành phố này đều biết cậu là trung úy của đơn vị đại long rồi chúng ta đã lộ tẩy tung tích khá nhiều muốn hành động xem chừng cũng khó uy long đăm chiêu suy nghĩ vậy bây giờ không có biện pháp nào khắc phục sao thiên thành hỏi lại Tất nhiên là có cách, Uy Long nói và chống cằm. Là cách gì? Anh Long, anh nói luôn được không? Em chắc chắn sẽ làm theo. Thiên Thành hồi hộp lắng nghe, cậu hãy nghĩ cách chứng minh mình chỉ là một trung úy giả mạo. Lệ Uy Long nói, chuyện này, em là một trung úy thực sự mà, làm sao có thể chứng minh là giả đây? Thiên Thành bắt đầu bối rối. Hãy can thiệp bằng các phương tiện truyền thông xem sao, cố tình tiết lộ với bên đài truyền hình rằng trong ngày cưới của tôi vì muốn tôi được hãnh diện cậu đã thuê một bộ quân phục giả thực sự cậu chỉ là một người lính bình thường lê uy long gợi ý như vậy là anh muốn em phải chịu xấu hổ sao thiên thành phụng phịu hỏi thôi nào để dụ rắn ra khỏi hang tôi đành để cậu phải chịu khổ rồi hãy thông cảm cho tôi đi lê uy long nói hai cũng phải ngay cả một tổng tư lệnh như lê soái đây cũng phải giấu giếm thân phận và ép hồn ép xác trở thành người con rể vô dụng tội nghiệp anh có thể làm được vậy thì em cũng làm được đúng là trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng ngày mai em sẽ cho cả thành phố này biết mình chỉ là kẻ giả mạo thân phận thiên thành nói và khẽ cười trừ yên tâm sau khi chúng ta xử lý xong tất cả những kẻ xấu này và trả thù cho cha tôi cậu có thể khôi phục lại danh tính của mình lê uy long nói vâng bây giờ cũng không còn sớm nữa anh hãy nhanh chóng về nhà đừng để chị dâu chờ quá lâu thiên thành nói rồi nháy mắt tinh nghịch rồi vậy thì đi thôi Lê Uy Long nói và nhìn đồng hồ, thấy rằng đã gần 9 giờ tối và anh cần phải quay về nhà ngay để nhược mai khỏi lo lắng. Thiên Thành đã giúp anh mang các di vật của ông đoàn rời khỏi nơi ở cũ để về cùng với Lê Uy Long. Trước đó, trong lúc sắp xếp các di vật của cha, Lê Uy Long đã tìm thấy một đoạn kiếm lớn mà trước đây ông đã từng dùng để giết kẻ thù trên chiến trường và mang nó đi theo. Cả hai đặt các di vật của ông Dương lên chiếc xe jeep và lái xe trở về. Tình cờ, trên đường trở về họ bất ngờ trông thấy một chiếc lamborghini đang từ từ lái về phía một khu rừng nhỏ cách đó không xa anh long đó chẳng phải là chiếc lamborghini của chị dâu sao thiên thành ngạc nhiên nhìn theo chiếc lamborghini và nhanh chóng nhận ra đó là món quà cưới của thiếu gia đàm phong tặng riêng cho vợ chồng lê uy long phải chính là nó lê uy long cũng kinh ngạc nhìn theo kỳ lạ thật muộn thế này rồi chị ấy còn định đi đâu thiên thành thắc mắc tôi cũng đang tự hỏi đây cô ấy tới đây làm gì mà không nói với tôi chứ uy long cũng rất hiếu kỳ bất giác trong đầu lóe lên ý nghĩ rằng chu nhược mai đã chán tên vô dụng như anh mà đi tìm người đàn ông khác gian díu thiên thành cũng có ý nghĩ tương tự nhưng anh không dám nói ra chỉ có thể nhìn trộm lê uy long với ánh mắt thông cảm anh có muốn em theo dõi chị ấy không thiên thành hỏi lại đợi tôi ở đây tôi sẽ tự đi xem cô ấy đang làm gì lê uy long nói được vậy anh đi cẩn thận nhé Thiên Thành bỗng có chút lo lắng cho Uy Long, nói rồi, Lệ Uy Long bước xuống xe và lặng lẽ đi về phía khu rừng nhỏ nơi Chu Nhược Mai vừa đi vào. Chương 69 Khu rừng vắng. Chu Nhược Mai chưa từng đến nhà cũ của Dương Văn Đoàn nên không hề biết rằng nơi mà tên sát thủ yêu cầu gặp cô lại ở gần đó. Cô chỉ đơn giản là làm theo lời giao hẹn của sát thủ bí ẩn và lái chiếc xe vào khu rừng nhỏ. Ngồi trong xe, cô đã quan sát kỹ khu rừng nhưng chỉ thấy nó là một nơi âm u trống rỗng và không hề thấy bóng sát thủ kia. Vì vậy cô đã ra khỏi xe và bắt đầu nhìn xung quanh. Lúc này đã là 9 giờ tối, cả khu rừng tràn ngập ánh trăng mờ, màn sương mù dày đặc bao trùm không gian và những lùm cây rậm rạp khẽ xì xào trong cơn gió lạnh. Bầu không khí cực kỳ u tối và ảm đạc, như thể ma quỷ và quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Từ khi Chu Nhược Mai được sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đáng sợ như vậy hơn nữa lại là đi một mình dĩ nhiên trong lòng cô cũng sợ hãi vô cùng nhược mai không hiểu tại sao sát thủ bí ẩn đó lại chọn gặp nhau ở một nơi ảm đạm hoang vu như vậy hay vì anh ta là một sát thủ nên làm gì cũng cần phải tuyệt mật này anh đến chưa vậy chu nhược mai cố gắng thu lấy hết can đảm và hét lên từ đằng xa một bóng người nhập nhoạng đang tiến lại gần chu nhược mai căng mắt dõi theo cái bóng trong màn đêm cơ thể cô bất giác run rẩy trong một khung cảnh ảm đạm đến đáng sợ như vậy một bóng đen đang ngày càng tiến lại gần cô cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời cổ họng nhược mai bỗng nghẹn lại sau tiếng hét vừa rồi và cô cứ đứng chân chân nhìn về phía cái bóng tôi đã đến đây từ rất lâu rồi sao hả cô có mang theo tiền không đột nhiên một giọng nói rất nhỏ và trầm phát ra phía sau một cái cây giọng nói này đặc biệt thanh tao và nhỏ nhẹ nhưng dường như nó phảng phất một luồng sát khí đến từ địa ngục. Chu Nhược Mai đã sợ hãi đến nỗi tóc cô dựng đứng cả lên, nổi da gà và mồ hôi đầm đìa. Tôi, tôi có mang đây, hãy, đi ra và nhận lấy nó. Chu Nhược Mai run rẩy nói lý nhí trong cổ họng, tốt lắm. Một lúc sau, từ sau cái cây lớn, Chu Nhược Mai trừng mắt khi thấy một người đàn ông mặc đồ đen ngòm, đeo một chiếc mặt nạ đang từ từ bước ra. Người này đeo mặt nạ che kín mặt, nên cô chỉ thấy mỗi đôi mắt lấp lánh sáng lên trong màn đêm như mắt mèo. Cuối cùng cô cũng có cơ hội được diện kiến sát thủ vô hình huyền thoại. Chỉ riêng cái phong cách ăn mặc và cách xuất hiện của hắn ta thôi cũng đủ khiến cô dựng tóc gáy rồi. Thật sự quá đáng sợ, tên sát thủ nhìn thấy sắc mặt và biểu cảm kinh hãi của Chu Nhược Mai, đôi mắt mèo của anh ta bỗng phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. "Tiền đâu?" hắn ta hỏi. "Ở, trong xe, anh, thực sự có thể giết Trương Minh Chí?" và bang chủ băng hổ báo lưu bảo thục ư, Chu nhược mai run rẩy hỏi. Cô có tỉnh táo không vậy? Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, đã giết vô số người, chưa một ai nằm trong tầm ngắm của tôi có thể trốn thoát. Một chương minh trí nhỏ nhoi và bang chủ băng hổ báo đó có là gì? Hãy giao tiền ra đây và tôi hứa bọn chúng sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai. Tên sát thủ nói, được, tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay bây giờ. Nói xong, chu nhược mai mở cửa xe và lấy ra chiếc vali nhỏ chứa 2 tỷ tiền mặt. Sau đó, cô đưa chiếc vali nhỏ này cho sát nhân kia và nói, có đủ 2 tỷ trong vali, anh có thể xem qua. Gã sát thủ đã cầm lấy chiếc vali, sau đó mở nó ra và thấy trong đó quả thực chứa đầy những tờ tiền 500.000 đồng mới cứng, đôi mắt anh ta lại rực sáng lên. Sau khi đã kiểm tra số tiền giấy, anh ta đóng chiếc vali lại và nói, giao dịch đã hoàn tất cô chắc chắn sẽ nhận được tin tức về cái chết của trương minh trí và lưu bảo thục vào ngày mai khoan nếu nếu anh nuốt lời và bỏ trốn thì sao chu nhược mai hỏi lại trong lòng có hơi lo lắng cô không tin tôi sao gã sát thủ nói một cách giận dữ không không phải tôi không tin anh tôi chỉ muốn nói hai kẻ này khá là máu mặt trong giang hồ thế lực của họ rất lớn liệu anh thực sự có thể giết chúng mà không gây liên quan gì đến tôi không Chu Nhược Mai cũng rất sợ hãi vì đây là lần đầu tiên cô thuê một kẻ giết người. Nếu chuyện này thất bại, cô chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hừ, cô lo lắng thái quá rồi. Đã có biết bao người còn giàu có và nổi tiếng hơn hai kẻ đó gấp vạn lần cũng đã bị tôi giết chết. Trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ thất bại. Nếu ngay cả những tên vô danh tiểu tốt như Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục mà tôi cũng không thể giết, vậy thì tôi sao có thể tồn tại trong giới sát thủ chứ? Tên sát nhân nói với vẻ tự mãn vậy vậy thì tốt rồi làm ơn chu nhược mai nghe anh ta nói chắc chắn như vậy thì cũng yên tâm phần nào tuy nhiên tôi phải giết người cho người khác nên chính bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm ngoài việc thua tiền tôi còn có một yêu cầu đặc biệt gã sát thủ nói thêm yêu cầu đặc biệt gì tại sao anh không nói luôn về chuyện đó khi chúng ta liên lạc qua tin nhắn chu nhược mai thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sáng rực và một linh cảm chẳng lành ập đến trong trái tim cô cô phải ngủ với tôi đêm nay và phục vụ tôi thoải mái bất cứ khi nào tôi cần nếu không tôi sẽ giết luôn cả cô gã sát thủ nói thẳng thừng nghe tới đây chu nhược mai kinh hãi đến mặt mũi tái mét cô hét lên trong nỗi xấu hổ chen lẫn sự tức giận anh anh đi quá xa rồi đấy tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu này lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã thuê phải một sát thủ giả mạo một yêu dâu xanh hôm qua khi cô nói với lê uy long về việc sẽ thuê một sát thủ chuyên nghiệp uy long đã nói trước rằng bây giờ có quá nhiều kẻ lừa đảo và một sát thủ thực sự không dễ để chiêu mộ chẳng lẽ lần này anh thực sự đã đúng bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào nữa rồi gã sát thủ vừa nói vừa tiến lại gần phía chu nhược mai đang đứng với giọng cười khoái trá chu nhược mai biết mình đã bị lừa cô không còn cách nào khác đành phải cuống cuồng quay vào trong xe và tìm cách lái đi tuy nhiên khi chu nhược mai đang định mở cửa xe Tên sát nhân đã đá cho cánh cửa xe đóng sầm lại. Nhược Mai giật mình quay lại nhìn, có vẻ cô không thể trốn thoát bằng ô tô. Chương 70 sát thủ giấu mặt. Lúc này, gã sát thủ bí ẩn đã lao về phía Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai quyết định phải thoát ra khỏi khu rừng ngay lập tức. Gã trượt chân ngã xuống đất nhưng ngay lập tức vùng lên đuổi kịp cô gái tội nghiệp đang cố gắng chạy ra khỏi khu rừng. "Chạy đi đâu, dừng lại cho tôi." Gã hét lên khi đuổi theo phía sau Chu Nhược Mai cứu cứu tôi với, Chu Nhược Mai vừa chạy vừa cố gắng hét thật to. Tuy nhiên, ở vùng đất hoang vắng này, đến ma cũng chẳng có thì ai có thể đến mà cứu cô được. Nghe thấy tiếng chân ngày càng gần, Chu Nhược Mai tuyệt vọng nghĩ rằng không thể nào thoát được gã sát nhân bệnh hoạn kia. Ở nơi hoang vắng này, nếu phải rơi vào tay kẻ giết người biến thái này thì sống còn tệ hơn cả chết. Thà chết đi còn hơn, Chu Nhược Mai vô cùng hối hận cô luôn là người nhanh nhẹn và thông minh vậy mà lần này lại lầm lỡ mà tin vào một kẻ sát nhân trên mạng đúng là người ta thường nói khôn ba năm dại một giờ cô thực sự hối hận vì đã không nghe lời khuyên của lê huy long đúng lúc này chu nhược mai nhìn thấy một cái cây lớn ngay trước mặt không do dự cô quyết định đâm sầm vào gốc cây đó cô thà chết còn hơn bị sỉ nhục cô sẽ đâm vào gốc cây và tự sát đột nhiên một bóng dáng bất ngờ xuất hiện phía sau cái cây lớn và nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy chu nhược mai thả tôi ra để cho tôi chết chu nhược mai gầm lên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô chà em muốn chết cái gì bất ngờ một sự bất ngờ ấm áp chính là chồng cô lê uy long đang giữ tay cô lại uy long sao anh lại ở đây chu nhược mai sửng sốt cô không ngờ lê uy long lại có thể xuất hiện ở đây khi cô gặp nguy hiểm tôi vừa đi qua Lê Uy Long nói: "Vừa nãy, khi đến khu rừng này, vì muốn xem Chu Nhược Mai đang làm gì ở đây nên anh lặng lẽ trốn sau cái cây lớn này. Thật không ngờ trước khi kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra, anh thấy Chu Nhược Mai đang lao thẳng vào cái cây trong tuyệt vọng. Anh giang cánh tay ra, giữ lấy vai cô, không để cho cô thực hiện được ý định dại dột của mình." "Mày là ai?" Gã sát nhân đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện cạnh cái cây. Hắn bất ngờ, dừng lại gần giọng hỏi: Tao là chồng cô ấy, Lê Uy Long. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Gã sát nhân xứ người trong giây lát, không phải đã dặn đi dặn lại là cô ta chỉ được phép đến một mình sao? Vậy mà cô ta lại dám đưa cả gã chồng đến. Anh là ai? Lê Uy Long lạnh lùng hỏi. Tao là sát thủ, sát thủ chuyên nghiệp, không muốn chết thì hãy tránh ra. Hắn gần từng tiếng. Những gì Chu Nhược Mai nói tối qua lướt nhanh trong đầu Lê Uy Long. Vậy ra cô mạo hiểm ở đây là để tìm kiếm một kẻ giết người thuê trả mối thù với Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục cho cha của anh sao? Một sát thủ, Lê Uy Long nói một cách khinh bỉ. Chính xác, những thể loại tép siêu như mày đã từng chết dưới tay tao vô số. Mày chưa bao giờ nghe một về những kẻ giết người vô thanh vô thức, đến và đi không để lại một dấu vết hay sao? Nhược Mai, là kẻ mà tối qua em đã nói đây sao? Vẻ không quan tâm tới tên sát thủ bệnh hoạn, anh quay sang hỏi Chu Nhược Mai vâng vâng chu nhược mai vẫn còn sốc nhận được xác nhận từ phía chu nhược mai uy long không nói nên lời đó là kẻ mà em thuê vậy sao khi nãy em lại phải bỏ chạy lê uy long không hiểu được tình huống vừa nãy nên anh hỏi lại chu nhược mai bối rối gã này rất biến thái ngoài việc đòi tiền giết thuê hắn ta còn đòi hắn ta còn đòi gì nữa lê uy long gặng hỏi hắn muốn tôi phục vụ hắn chu nhược mai cuối cùng cũng nói ra điều đó một cách khó khăn cơn giận dữ sôi trào trong nháy mắt một kẻ bệnh hoạn đòi ăn hiếp vợ của anh ta chu nhược mai là hoa khôi số một ở đất này nên không có gì khó hiểu khi luôn có bao nhiêu kẻ nhòm ngó vô số lời ong bướm ve vãn xung quanh và với tư cách là một người chồng làm sao lê uy long có thể bỏ qua cho một gã như thế này được dù mày là thánh thần phương nào đi nữa thì mau cút xéo khỏi đây đừng cản trở việc của tao với cô gái này nếu không đây sẽ là nơi mày chôn xác gã sát thủ dữ dội nói đừng nói xuông nữa tao muốn xem mày có bản lĩnh gì mà dám động vào cô ấy nhưng tao khuyên mày nên suy nghĩ lại thật kỹ trước khi động thủ lê uy long lạnh lùng nói vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn nắm đấm của tao hắn vung tay ra một đòn thật mạnh cẩn thận hắn ra tay kia chu nhược mai vội kêu to khi kẻ sát nhân bắt đầu di chuyển lê uy long thờ ơ chờ đợi gã giết thuê ra đòn nhưng hắn chỉ như một con bọ ngựa vùng cánh tay lên một cách khoe mẽ hòng dọa dẫm đối thủ mà thôi mày đã chơi đủ chưa mày có cần phải khởi động trước khi chiến đấu không lê uy long có chút thiếu kiên nhẫn nhận thấy không thể nào dọa dẫm được địch thủ gã sát nhân không còn cách nào khác ngoài việc phải cắn răng lao vào một trận chiến thực sự nhìn đây hắn hét lên rồi dồn toàn lực lao về phế lê uy long với một tốc độ đáng sợ chu nhược mai thấy cuối cùng gã biến thái đã thực sự ra tay cô sợ đến nổi bùn rùn cả đầu gối vội vã trốn đằng sau lê uy long rất nhanh lê uy long soạt chân hướng thẳng về phía tên sát thủ hự á lãnh một cước vào bụng mạnh như trời giáng hắn bay về phía sau và hét lên như lợn chứng kiến khoảnh khắc bạo lực vừa qua lê nhược mai sốc một kẻ giết thuê tuyên bố đã từng lấy đi mạng của bao nhiêu con người lại bại dưới tay chồng cô chỉ sau một cú đã được sao bang lưng hắn đập mạnh vào một cây lớn phía sau và dính ngay vào đó một ngụm máu phun ra từ miệng hắn sau đó hắn ta ngã từ trên cây xuống đất và không thể đứng lên được nữa nhìn thấy tình huống này chu nhược mai chết lặng không lẽ đây chỉ là một kẻ giết thuê giả mạo hay sao có vẻ em thuê được một kẻ hạng soàng thôi bản lĩnh này sao có thể giết người được chứ chu nhược mai không thốt nên lời khi nghe lê uy long nói tôi kẻ này quá tệ hay chồng cô quá giỏi sau này đừng nhẹ giả cả tin với những kẻ giả danh trên mạng Bên cạnh em mới là những bậc thầy thực sự đó." Lệ Uy Long nắm lấy cơ hội nhắc nhở Chu Nhược Mai, nếu không cô sẽ lại mắc phải loại sai lầm này trong tương lai. "Những bậc thầy thực sự bên cạnh tôi, anh đang đề cập đến ai?" Chu Nhược Mai hỏi. "Đó là chồng của em, là tôi đấy." Lệ Uy Long không nói nên lời, người vợ lạnh lùng của anh lại trở nên ngu ngốc như vậy khi nào thế? Câu nói của Lệ Uy Long khiến Chu Nhược Mai không thể phủ nhận có vẻ như cô hơi giống nhân vật nữ trong bộ truyện thiên long mà cô đã từng đọc không hề hay biết người đàn ông cạnh cô ta thiên long là một bậc thầy môn phái astro lúc này thiên thành vội vã chạy tới anh long chuyện gì xảy ra vậy thiên thành lên tiếng ngay khi vừa xuất hiện vừa nghe tiếng kêu cứu của chu nhược mai cảm thấy tình hình không ổn nên anh ta vội vã chạy tới một tên sát thủ muốn tấn công vợ tôi lê uy long trả lời cái gì một tên sát thủ một kẻ giết người, hắn đâu rồi, thiên thành ngạc nhiên hỏi, là kẻ đang nằm trên mặt đất đằng kia. Lệ Uy Long chỉ vào gã đàn ông đeo mặt nạ màu đen đang nằm rúm gió trên mặt đất phía đằng xa. Thật là một kẻ gan to tài trời, lại dám tấn công chị dâu tôi. Tôi sẽ dọn dẹp hắn ta sạch sẽ. Thiên Thành dứt lời, hùng hổ sông lên phía trước. Em có muốn xem xem em đã thuê loại sát thủ nào không? Lệ Uy Long hỏi Chu Nhược Mai. Có, đi, với Lệ Uy Long bên cạnh, chu nhược mai đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác an toàn chưa từng thấy vì vậy cô muốn xem dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt lừa đảo nào thế là lê uy long đưa chu nhược mai đi tới gã đàn ông run lên từng cơn vì sợ khi nhìn thấy lê uy long và thiên thành đồng thời tiến về phía mình hắn đã nếm qua sức mạnh của uy long nên hắn ta thực sự sợ hãi thiên thành không do dự đưa tay giật chiếc mặt nạ màu đen hắn đang đeo trên mặt một khuôn mặt cực kỳ xấu xí xuất hiện trước mặt mọi người Chu Nhược Mai sắp ngất xỉu khi nhìn vào gương mặt xấu xí tới mức khó hình dung đó. Cô không thể không cảm thấy vui mừng trong lòng bởi may mắn thay Lệ Uy Long lại xuất hiện kịp thời. Nếu không bị hủy hoại dưới tay kẻ này thì cảm giác còn kinh tởm hơn là nuốt phải một con ruồi vào họng. Em đã chi bao nhiêu tiền để mời một kẻ như thế này tới? Lệ Uy Long hỏi Chu Nhược Mai. Mất hai, hai tỷ. Chu Nhược Mai bối rối nói. Một kẻ giết người như vậy đáng giá hai tỷ. Lê Uy Long không nói nên lời, Chu Nhược Mai đỏ mặt, im lặng, nói xem, mày là ai, Lê Uy Long bắt đầu ép người đàn ông mặc đồ đen, tôi, tôi thực sự chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề nghèo khổ, xin hãy để tôi đi, hắn này nỉ, em thấy chưa, những kẻ như thế này trên mạng nhiều vô số, Lê Uy Long nói với Chu Nhược Mai, Chu Nhược Mai đã vô cùng xấu hổ, lúng túng giải thích, chỉ là vì tôi quá nôn nóng trả thù cho bố nên tôi đã vội vã tin nhầm người em đã nói với hắn ta rằng em muốn giết Trương Minh Trí và Lưu Bảo Thục. Lê Uy Long cảnh giác hỏi. Vâng, tôi vốn nghĩ hắn ta thực sự là một kẻ giết thuê có bản lĩnh nên tôi đã nói với hắn. Chu Nhược Mai nói, em không cần phải can thiệp vào chuyện trả thù này, tôi sẽ tự mình tìm cách. Lê Uy Long không muốn để Chu Nhược Mai phải lo lắng quá nhiều. Tôi hiểu rồi, Chu Nhược Mai đã thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của câu chuyện. Dù sao, Lê Uy Long thực sự phi thường, tài năng vậy hãy để anh ta tự mình trả thù cho bố anh long anh định xử lý kẻ này thế nào thiên thành hỏi hắn ta biết quá nhiều bí mật và hắn ta còn dám lừa vợ tôi nữa không biết có bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin đã bị hắn hãm hại loại người này sống là một tai họa nếu để hắn yên thân hôm nay thì những ngày tiếp theo hắn sẽ lại làm hại người khác lê uy long lạnh lùng nói chu nhược mai giật mình khi nghe lê uy long nói những lời nói đó thật giống với những lời nói trong buổi họp lấp đẫm máu hôm trước mà cô và anh ta từng tham dự anh ta muốn thiên thành giết người đàn ông này sao tôi đã hiểu ngay khi nói xong thiên thành túm lấy bàn tay của người đàn ông mặc đồ đen và kéo hắn ta về phía sâu trong rừng anh định làm gì xin hãy buông tôi ra tôi xin trả lại tiền cho anh làm ơn hãy để tôi đi thấy trước cái chết đang đến gần hắn ta run sợ vô cùng gào thét cầu xin may hết cơ hội kiếm những đồng tiền thất đức đó rồi. Kiếp sau nhớ hãy làm một người tốt, Lê Uy Long nói không thương hại. Uy Long, anh định giết anh ta thật sao? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Hôm qua tôi đã giết rất nhiều người trước mộ của cha tôi, vì vậy tôi không quan tâm nếu tôi có phải giết thêm một người nữa. Lê Uy Long lạnh lùng, làm vậy thì anh quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn, nếu tối nay tôi không đến kịp thời, thì em phải gánh chịu hậu quả ra sao? và bao nhiêu người đã bị hắn ta lừa gạt trước em bao nhiêu người phụ nữ đã bị hắn ta làm hại một người như vậy có đáng được cảm thông không lê uy long chất vấn chu nhược mai không thể đáp lời những gì lê uy long nói khiến cô không thể bác bỏ nếu người này không bị loại bỏ trong tương lai sẽ còn bao nhiêu người rơi vào tay hắn nữa không phải ai cũng có thể may mắn như cô khi được chồng giải cứu đi thôi lên xe tôi sẽ đưa em về Lê Uy Long biết rằng Chu Nhược Mai vẫn còn đang trong cơn sợ hãi và không thể lái xe nên anh quyết định đưa cô trở về. Chương 71 ngủ riêng ác mộng. Được rồi, Chu Nhược Mai không muốn ở đây lâu thêm một phút nào nữa, vì vậy cô đi bộ đến chiếc Lamborghini của mình cùng với Lê Uy Long. Về đến xe, Chu Nhược Mai nhặt chiếc vali nhỏ chứa 2000. Không không không, 000 tiền mặt, đặt nó vào xe rồi ngồi vào ghế phụ bên tay lái lê uy long cầm vô lăng và nổ máy chiếc lamborghini anh đang theo dõi tôi à chu nhược mai hỏi khi ngồi trong xe sao em lại nghĩ tôi theo dõi em lê uy long bối rối trước câu hỏi của chu nhược mai nếu không phải là anh đang theo dõi tôi thì làm sao anh có thể qua đây trùng hợp và đúng lúc như thế chu nhược mai hỏi lại hôm nay tôi trở về nhà cha nuôi tôi cùng với thiên thành để thu dọn đồ đạc cho ông khi chuẩn bị về tôi lại thấy em lái xe vào khu rừng này vì vậy tôi đã đi xem Tình cờ tôi ở đây đúng lúc em gặp nạn." Lê Uy Long giải thích, "Nhà của cha ở gần đây." Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, ngôi nhà phía trước là nhà của cha tôi." Lê Uy Long nói. "Đây thực sự là một sự trùng hợp." Chu Nhược Mai thở dài, "Nếu không phải Lê Uy Long tình cờ mà đến đây thì sự thể hôm nay không biết thế nào." Cô bối rối nghĩ. Lê Uy Long cũng nói điều tương tự với Nguyễn Tú Hằng đêm qua khi cô ấy gặp nạn ở câu lạc bộ Wonderland và hôm nay lại đến chu nhược mai gặp hiểm nguy ở đây anh cũng tình cờ đến đó thực sự là những sự trùng hợp may mắn tôi phải kể với tú hằng những gì tôi gặp tối nay để làm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết của cô ấy chu nhược mai nói thật đáng xấu hổ em không xấu hổ khi nói với cô ấy chuyện nhẹ dạ cả tin của mình lần này sao lê uy long mỉm cười chu nhược mai cũng nghĩ về điều đó nếu nguyễn tú hằng biết rằng vì một phút ngứa ngẩn cô bị lừa bởi một kẻ lang thang thất nghiệp chắc có lẽ cô ấy phải cười rơi cả hàm răng ra mất. Lệ Uy Long đậu xe bên cạnh chiếc jeep, sau đó mở cửa và di chuyển đồ đạc còn lại của người cha yêu quý vào chiếc Lamborghini. Một lúc sau, Thiên Thành quay lại. Lệ Uy Long không cần hỏi cũng biết Thiên Thành đã xử lý ổn thỏa kẻ giết thuê giả mạo đó. Tôi sẽ đưa chị dâu của cậu về, cậu có thể không cần phải đi cùng tôi về nữa. Lê Uy Long nói với Thiên Thành. Được rồi, Thiên Thành nói. Vì vậy. Lê Uy Long lái chiếc Lamborghini và về nhà với Chu Nhược Mai. Họ trở về nhà đúng lúc Nguyễn Tú Hằng vừa hoàn thành trang tiểu thuyết thứ 12. Nhược Mai, hóa ra là cậu đi đón Lê Uy Long về. Đi đón chồng thì là chuyện tự nhiên và đơn giản thôi mà, vậy mà cậu lại giấu tớ. Chuyện đó thì có gì đáng xấu hổ đâu? Nguyễn Tú Hằng đùa bạn, cậu nói vớ vẩn gì thế? Tớ có đi đón anh ta đâu, tớ gặp anh ta trên đường về nên tớ đi cùng anh ta về nhà thôi. Chu Nhược Mai đỏ mặt giải thích, bây giờ thì cô đã từ bỏ ý định kể cho Nguyễn Tú Hằng nghe về vụ bị lừa ngớ ngẩn mà cô dính lứu vào khi nãy. Cha, thôi được rồi tớ không cho cậu nữa, xem mặt cậu đỏ ửng lên kia, cậu định làm gì thế, tối nay tớ sẽ ngủ một mình trong phòng riêng. Nguyễn Tú Hằng nói, tại sao hôm nay cậu lại muốn ngủ trong phòng một mình? Cũng giống như Tú Hằng tối qua, hôm nay Chu Nhược Mai đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ. Cô cần một người ngủ cùng, nhưng tú hằng lại đề nghị điều trái khoái đó tớ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu và lê huy long nguyễn tú hằng thành thật nói ảnh hưởng gì anh ta ngủ phòng của anh ta tớ ngủ phòng của tớ làm gì có ảnh hưởng gì được chứ chu nhược mai thẹn thùng cố gắng cãi vậy nếu anh ta lẻn vào phòng của cậu giữa đêm thì nếu tớ ở đó sẽ không thuận tiện lắm nguyễn tú hằng tưởng tượng cô nghĩ rằng điều đó rất có thể xảy ra cậu lại nói vớ vẩn gì nữa chẳng bao giờ xảy ra những điều như vậy được cả chu nhược mai lại đỏ mặt ai biết được nguyễn tú hằng cao giọng đùa dai không biết tối nay cậu phải ngủ với tớ nếu không thì không bạn bè gì nữa hết chu nhược mai đe dọa được rồi được rồi chúng ta đang ở cùng nhà thì cũng nên nhường nhịn nhau uy long anh đừng trách tôi nhé vợ anh đe dọa tôi nếu tôi không ngủ với cô ấy đấy tú hằng làm ra vẻ phụng phịu nói tùy ý hai người không cần quan tâm đến tôi đâu lê uy long nói do đó tối nay nguyễn tú hằng và chu nhược mai lại ngủ với nhau giữa đêm lê uy long đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng hét đừng đừng cứu cứu tôi trực giác trong một sĩ quan quân đội thần sầu được đánh thức ngay lập tức đó là giọng của chu nhược mai và nguyễn tú hằng phát ra từ phòng bên cạnh lê uy long khẩn cấp có thể là kẻ nào đó đã lẻn vào phòng của họ và làm điều gì sai trái ngay lập tức Lê Uy Long nhảy ra khỏi giường mà không kịp mặc quần áo. Anh ta vội ra chạy ra khỏi phòng, hướng tới căn phòng mà Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang ngủ. Lê Uy Long chụp tay nắm cửa và thấy rằng cửa không bị khóa, vì vậy anh xông thẳng vào phòng và bật đèn. Đèn bật lên, anh quét mắt khắp căn phòng nhưng không tìm thấy một ai khác trong phòng của họ. Chỉ có hai cô gái trong bộ đồ ngủ đang vật vã la hét trên giường. Lê Uy Long ngạc nhiên, không có ai ở đây thì họ vừa kêu cứu làm gì? cứu tôi với không lúc này chu nhược mai và nguyễn tú hằng đều thét lên cùng một lúc cả hai toát mồ hôi và khuôn mặt hiển hiện lên vẻ đau đớn vô cùng cuối cùng lê uy long cũng hiểu rằng cả hai đang gặp ác mộng cùng một lúc cách duy nhất là đánh thức họ dậy lê uy long lập tức quyết định này dậy đi các cô lê uy long nói to một cách thận trọng vì sợ làm họ sợ sau vài lần lay gọi cuối cùng hai cô gái mới tỉnh giấc khi Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng mở mắt họ thấy Chu Uy Long chỉ mặc độc mỗi chiếc quần ngủ đứng bên giường, họ lại hét lên sợ hãi. A à hát, anh kia, anh muốn làm gì? Tú Hằng vội vàng lấy tay che mắt và hét to. Lệ Uy Long, tôi không nghĩ anh là loại người như vậy. Cút ra ngoài đi, Chu Nhược Mai hét lên và ném chiếc gối vào Uy Long. Lệ Uy Long toát mồ hôi đầm đìa giải thích, tôi vừa nghe thấy các cô hét lên. Tôi nghĩ rằng có kẻ nào đó đột nhập vào trong phòng nên tôi vội chạy vào. Tôi không phải là người như các cô nghĩ. Các cô vừa gặp ác mộng phải không? Anh ta lắp bắp từng lời vì chưa bao giờ gặp một tình huống dở khóc dở cười như vậy cả. Nghe những lời của Lệ Uy Long, Nhược Mai và Tú Hằng mới thực sự tỉnh giấc, nhận ra rằng cả hai vừa gặp cơn ác mộng khủng khiếp. Tối qua Nguyễn Tú Hằng đã trải qua cảnh máu me ở câu lạc bộ Wonderland của bang hổ báo, còn tối nay Chu Nhược Mai lại gặp những phút giây kinh hoàng trong khu rừng hoang vắng. Họ không gặp ác mộng mới là điều kỳ lạ. Tôi đúng là tôi có gặp ác mộng nhưng tôi không muốn anh vào đây trong bộ dạng thế này anh ra ngoài lập tức dùm tôi chu nhược mai nói phải làm sao anh có thể xông thẳng vào phòng phụ nữ một cách đột ngột như thế lại còn không mặc quần áo tử tế vào anh làm chúng tôi sợ chết khiếp nguyễn tú hằng buông tay che mắt cũng tức giận nói mặc dù cô ra vẻ giận dữ như vậy nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lê uy long và không thể rời đi được nữa lúc này lê uy long đang cởi trần cơ bắp mạnh mẽ hiện lên vài vết sẹo mờ nhạt ẩn hiện trên cơ thể mặc dù chu nhược mai là vợ của lê uy long nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể lực lưỡng này của anh ta trước đó cô không ngờ chồng mình lại trông nam tính mạnh mẽ đến thế hai cô gái không những nhìn những cơ bắp trên người anh ta mà còn không thể không đảo mắt xuống lê uy long nhìn theo ánh mắt của hai người phụ nữ và đột nhiên có chút xấu hổ được rồi như thế này thì tệ quá tôi sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ lê uy long cảm thấy như mình đã rơi vào hang sói thật nguy hiểm khi ở đây thêm một lúc nữa vì vậy anh ta lập tức quay lại và bước ra khỏi phòng sau khi lê uy long rời đi chu nhược mai và nguyễn tú hằng không thể bình tĩnh ngay lại được trong lòng hai cô gái đều tràn ngập hình ảnh của người đàn ông vừa đi khỏi có chút xấu hổ trong lòng hằng thu cậu mơ thấy cái gì vậy chu nhược mai cất tiếng hỏi sau khi cô đã hoàn hồn trở lại tớ mơ thấy một con sông đầy máu, toàn máu là máu. Cậu thì đã mơ thấy điều gì? Tú Hằng hỏi lại, tớ lại thấy mình đi lạc trong một khu rừng toàn ma và quái vật. Chúng vây quanh tớ và ở khắp mọi nơi. Chu Nhược Mai dùng mình, thật kỳ lạ, làm sao tối nay chúng ta có thể cùng lúc gặp ác mộng như thế? Nguyễn Tú Hằng thắc mắc, có khi nào là vì chúng ta có cùng một tâm bệnh không? Chu Nhược Mai lo lắng nói, có thể lắm, Tú Hằng đáp, Cô đang tự nhắc nhở bản thân rằng Lê Uy Long là chồng của bản thân mình và cố gắng không nghĩ quá nhiều về anh ta nữa. Tuy nhiên, cho dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể gạt bỏ hình ảnh của Uy Long ra khỏi đầu mình, anh cứ hiện lên mãi trong tâm trí cô. chương 72 Liên minh kẻ ác Ngày hôm sau, một số phương tiện truyền thông trong thành phố bỗng có bài đăng tiết lộ rằng Thiên Thành, người luôn đi cùng Lê Uy Long và phục tùng anh ta tuyệt đối thực ra đã mạo danh quân hàm trung úy cả anh ta và Lê Uy Long đều chỉ là những quân nhân bình thường. Ngay khi tin tức được đưa ra, thành phố Quốc Hòa lại dậy sóng một lần nữa. Tốc độ lan truyền nhanh một cách chóng mặt, Trương gia và băng hổ báo khi nghe được tin này thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ngọc Liên, người đứng đầu Trương gia, ngay lập tức tổ chức thêm một cuộc họp gia đình. Hôm nay trong thành phố đã có tin đồn rằng tên Thiên Thành, người hay đi cùng Lê Uy Long thực ra không phải là trung ý của đơn vị quân đội tác chiến Đại Long như chúng ta tưởng. Tất cả đều là do hắn giả mạo, mọi người nghĩ sao về chuyện này? Tạ Ngọc Liên cao giọng hỏi tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu hắn thực sự không phải một người có quyền thế, vậy thì chúng ta đâu cần e rẻ sợ hãi nữa. Lần trước Lệ Uy Long đã đến gây sự với gia đình chúng ta ngay trong chính ngày mừng thọ của mẹ, sỉ nhục mẹ và đả thương rất nhiều người của chúng ta, hắn thậm chí còn tuyệt tự trương minh trí con thực sự không nuốt trôi cục tức này chúng ta phải làm gì đó đi chứ trương minh nghị nói với vẻ tức giận phải gã lê uy long này quá kiêu ngạo một kẻ vô danh tiểu tốt không có quyền lực không có tiền hay hậu thuẫn thậm chí vô dụng đến mức không có nổi một công việc đàng hoàng vậy mà hắn ta dám xông vào nhà chúng ta gây rối ngay trong bữa tiệc mừng thọ của mẹ khiến trương gia mất mặt lại còn to mồm nguyền rủa chúng ta mẹ à mẹ nhất định phải làm chủ cho trí nhi và giữ thể diện cho trương gia ta Phan Hoài Lan khóc lóc khẩn khoản, "Trương gia ta là gia đình giàu có và thế lực mạnh nhất ở thành phố này. Chúng ta không thể ngồi im để những kẻ như Lê Uy Long bắt nạt được. Nếu không thì Trương gia còn mặt mũi nào nữa? Đúng vậy, chúng ta phải tìm cách tiêu diệt Lê Uy Long, nếu không những người khác sẽ nghĩ rằng Trương gia dễ bị bắt nạt. Gia đình chúng ta có rất nhiều người giỏi giang và nhiều chân trong ở ban lãnh đạo thành phố. Xử lý một tên rác rưởi như Lê Uy Long thì có gì khó đâu?" chỉ cần búng tay một cái là xong. Bà ơi, chúng ta nên ra tay ngay thôi, tránh để đêm dài lắm mộng. Chấm. Tất cả mọi người đều thẳng thắn nêu ý kiến và ai nấy đều đồng ý phải giết chết Lê Uy Long cho hả giận. Được, vậy thì hãy trừ khử cậu ta. Tạ Ngọc Liên tuy là một người phụ nữ, nhưng lòng dạ bà ta cũng độc ác chẳng kém ai. Nếu không phải vì e sợ quyền lực của một trung úy quân đội quốc gia như Thiên Thành, bà ta đã ra tay giết chết Lê Uy Long từ lâu rồi. Tổ phụ anh Minh mọi người đồng thanh nói và trên mặt ai nấy đều tỏ ra đắc ý vô cùng. Tuy nhiên, thân thủ của Lê Uy Long này không phải hạng tầm thường. Để tránh thương vong không cần thiết, chúng ta không nên ra tay bằng vũ lực, hãy giết hắn ta bằng thủ đoạn. Tạ Ngọc Liên nhớn mày, nói, ngay cả một lão sư khinh công hạng nhất như tứ quan gia cũng không phải là đối thủ của Lê Uy Long, bà ta thực sự không dám mạo hiểm. Thế, mẹ nghĩ chúng ta nên đối phó với hắn như thế nào? Trương Minh Nghị hỏi. Đêm hôm trước Lệ Uy Long đã đột nhập vào lãnh thổ của Bang Hổ Báo và giết chết nhiều thành viên của chúng. Bang đảng này hẳn là phải căm thù hắn ta dữ lắm. Bây giờ bọn chúng đã biết Thiên Thành chỉ là kẻ mạo danh chứ thực ra không quyền không thế, chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên nhẫn nhịn nữa đâu. Bà Trương nói và bỗng nhếch môi cười khẩy. Ý mẹ là gì? Trương Minh Nghị vẫn chưa hiểu ra và hỏi lại. Ý ta là, chúng ta hãy bắt tay tham gia với lực lượng của Bang Hổ Báo để diệt trừ tên Lệ Uy Long đó. Tạ Ngọc Liên quả quyết nói, vậy được rồi, đó cũng là một ý hay, mọi chuyện tùy mẹ quyết định, Trương Minh Nghị nói. Bây giờ ai đó lập tức liên lạc với thủ lĩnh băng hổ báo đi, ta sẽ trực tiếp bàn bạc với anh ta về chuyện của Lê Uy Long. Tạ Ngọc Liên vội vã nói, chấm chấm, tại băng hổ báo. Sau khi Cao Kim Bình và Võ Trung Hiếu biết được tin tức về việc Thiên Thành thực ra chỉ là người bình thường, bọn họ cũng triệu tập ba thủ lĩnh nhóm khác của bang hổ báo để bàn luận về cách xử lý Lê Uy Long ngoài thủ lĩnh cao nhất băng đảng và một quân sư cố vấn còn có bốn thủ lĩnh khác dưới chứng băng đảng này mỗi người lần lượt điều hành bốn khu vực sầm uất nhất của thành phố quốc hòa kéo dài từ đông nam qua tây bắc lưu bảo thục thủ lĩnh băng hổ báo khu vực bắc thành phố đã bị thương nặng và vẫn đang nằm trong bệnh viện vì vậy ba thủ lĩnh còn lại đã được triệu tập để bàn bạc cả ba đều nhất trí phương án trừ khử lê uy long trả thù cho những anh em đã chết và đồng thời nâng cao sức mạnh của băng đảng Giờ đây chúng đã biết rằng Thiên Thành chỉ là một trung ý giả, không có gì phải e sợ nữa và nhất trí tán thành kế hoạch giết người. Cùng lúc đó, Cao Kim Bình bỗng nhận được một cuộc gọi từ chủ nhân trương gia, bà Tạ Ngọc Liên. Qua cuộc điện thoại này, Tạ Ngọc Liên tỏ ý muốn hợp tác với băng hổ báo để xử lý Lê Huy Long. Cao Kim Bình lúc này cũng đang có ý định giết Huy Long, nên Tạ Ngọc Liên vừa ngỏ ý, ông ta đã đồng ý ngay có sự trợ giúp của trương gia, đối với Cao Kim Bình mà nói giống như hổ mọc thêm cánh. Ông ta sẽ không dại mà từ chối đề nghị phi. Sau đó, Cao Kim Bình đã yêu cầu Võ Trung Hiếu đưa ra đề xuất và xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đối phó với Lê Uy Long. Là bộ não thông thái nhất băng xã hội đen này, Võ Trung Hiếu đã sớm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Anh ta ngồi phát thảo lại kế hoạch ra giấy và giải thích cụ thể với anh lớn Cao Kim Bình. Kế hoạch này khiến họ cao hết sức hài lòng. Sau khi đã nắm rõ chiến lược của Võ Trung Hiếu, Cao Kim Bình gọi điện thông báo lại với bà Trương về kế hoạch hành động. Nghe xong, bà ta đã lập tức đồng ý. Đối với bọn họ, đây có thể nói là một kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở và khả năng thành công là 100%, Lê Uy Long lần này cầm chắc cái chết. Cả hai phe Trương Gia và Băng Hổ Báo đã sẵn sàng hành động. Chương 73: Buổi họp của Chu Gia Chu Nhược Mai bị bắt cóc tin tức về việc Thiên Thành đã mạo nhận là trung úy ba sao của quân đội quốc gia đã lan truyền khắp thành phố, và dĩ nhiên cũng lọt đến tai Chu gia. Biết được việc này, các thành viên của Chu gia đều hết sức thất vọng, cảm giác như vừa bị chơi một vố rất đau. Rốt cuộc thì Lê Uy Long cùng bạn của anh ta cũng chỉ là những người bình thường và vô dụng như nhau. Rốt cuộc Lê Uy Long này vẫn chỉ là một tên vô dụng. Thế mà ta còn tưởng rằng cậu ta ít nhất cũng có một người bạn có quyền lực. Xem ra lần này lại bị hắn lừa nữa rồi, thật đáng thất vọng, bà Chu chán nản nói. "Phải, lễ cưới tháng trước thật quá hoành tráng, nó đã làm thay đổi suy nghĩ của con về Lê Uy Long. Còn tưởng đâu anh ta là một đại gia ngầm, hóa ra tất cả chỉ là trò lừa đảo, đúng là thứ không biết giữ thể diện." Chu Hữu Lộc nói, "Chúng ta không thể tin tưởng hay nhờ vào người này nữa, chỉ còn có thể hy vọng Nhược Mai sẽ cung cấp cho Chu gia một số dự án từ tập đoàn Galaxy thôi." Bà Chu nói nhưng chẳng phải chu lệ ngọc và phi dương đã tới cầu xin con bé ấy rồi sao? nó đâu có đồng ý, nó đâu có đếm xỉa gì đến cái gia đình này. bây giờ thì nó đã chuyển đến biệt thự trên đồi mây cùng với tên đốn mặt lê uy long. chúng đâu còn là thành viên của chu gia này nữa. mẹ còn nghĩ con bé đó sẽ giúp đỡ chúng ta sao? chu văn chân tức giận nói: không, ta chưa bao giờ nghĩ nhược mai sẽ là người như vậy có lẽ là do chúng ta đã đối xử quá khét khe với con bé trong những năm qua khiến nó ôm giận trong lòng mới dẫn đến cơ sự như thế này bà chu nói với giọng buồn rầu kia bà vậy chẳng lẽ ý bà là chúng ta nên tiếp tục cầu xin chị ta chu hoàng lâm nhăn nhó hỏi dĩ nhiên một người của chu gia ta đã được làm giám đốc quản lý dự án trong tập đoàn galaxy với cơ hội tốt như vậy chúng ta sao có thể từ bỏ chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn galaxy gia đình họ Chu sẽ sớm được công thành danh thoại trở thành một trong những gia tộc bề thế nhất quốc hòa ta cũng coi như không phụ lòng liệt tổ liệt tông đôi mắt bà Chu bỗng sáng lên khi nghĩ tới điều này nhưng làm sao bà biết chắc được là chị ấy có chịu đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không Chu Hoàng Lâm hỏi với vẻ không hài lòng trước giờ anh ta vẫn luôn có mâu thuẫn với người chị họ và quyết sẽ không hạ mình đi cầu xin lần nữa chỉ cần chúng ta tỏ ra chân thành thiện ý một chút nhược mai sẽ đồng ý ngay thôi ta đã nuôi nấng con bé từ khi nó chào đời, ta biết rõ tính cách của nó. Nhược Mai là người ôn nhu hiền thục, lại rất rộng lượng, nó có để bụng ai lâu bao giờ đâu." Bà Chu nói, "Vậy bà muốn chúng cháu phải làm gì?" Chu Hoàng Lâm hỏi lại. "Tối mai, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ và mời vợ chồng Nhược Mai về tham dự, cả Chu Lệ Ngọc và An Khang nữa. Chúng ta sẽ tìm cách thuyết phục nó vào lúc đó." Bà Chu ôn tồn nói xem ra mẹ đã có chủ ý từ trước rồi việc này quả thật không phải quá khó khăn đối với chúng ta chu hữu lộc nói văn thiệu con là cha của nhược mai tối mai con nhớ thuyết phục con bé nhiều một chút có lẽ nó sẽ lắng nghe con hơn là nghe chúng ta bà quay sang nói với người con trai lớn của mình chu hòa người nãy giờ vẫn im lặng được thôi như ý mẹ mặc dù chu hòa là con trai cả của bà chu nhưng bởi vì ông chỉ có một cô con gái không có trưởng tử nối dõi con gái lại kết hôn với một kẻ thấp kém và vô dụng như Lê Uy Long, nên từ lâu trong Chu gia ông không hề có chỗ đứng. Vì vậy Chu Hòa cũng không tiện nhiều lời trong những cuộc họp gia đình như thế này. Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, Ngô Trường Ninh đã đến trao đổi thêm về những công việc phải làm trong thời gian Nhược Mai vắng mặt. Chỉ vài ngày sau khi Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy nhận việc, do tai nạn của bố chồng cô Dương Văn Đoàn, cô đã phải nghỉ làm một thời gian dài và mất tiến độ công việc, Nhược Mai rất trân trọng công việc của mình với tư cách là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn Galaxy và muốn chuyên tâm làm việc, cống hiến cho công ty càng nhiều càng tốt. Sau đó, cô đã chủ động tăng ca đến 9 giờ tối. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên, Nhược Mai liếc nhìn màn hình, là Lê Uy Long đang gọi. "Có chuyện gì vậy?" Chu Nhược Mai hỏi. "Sao giờ này em vẫn chưa về nhà? Em làm việc muộn vậy?" Lê Uy Long lo lắng hỏi em tăng ca nên phải ở lại công ty trong lòng nhược mai bỗng cảm thấy thật ấm áp khi nghe lê uy long hỏi thăm đừng làm việc quá sức em về sớm nghỉ ngơi đi lê uy long nói được rồi em sẽ về sớm thôi lúc này chu nhược mai mới nhận ra các đồng nghiệp của mình đã ra về hết nên cô cũng chuẩn bị tan làm anh đến đón em nhé uy long dịu dàng nói dù sao giờ này đã rất muộn và anh cũng đang rảnh không sao em có thể tự lái xe về được mà Nhược Mai cười xòa, cô không muốn làm phiền Uy Long. "Ừm, um, vậy anh sẽ đợi em ở nhà, đi đường cẩn thận nhé." Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai mỉm cười, cúp điện thoại và sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị ra về. Khi xuống đến tầng hầm của tòa nhà tập đoàn Galaxy, cô đi về phía chiếc Lamborghini của mình. Trong lúc Nhược Mai chuẩn bị lên xe thì bất ngờ có hai người đàn ông lao ra từ chiếc Porsche ngay bên cạnh xe cô. Chu Nhược Mai kinh ngạc nhìn sang nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai người đàn ông kia đẩy vào trong chiếc Porsche. Hai người làm gì vậy? Buông ra, Chu Nhược Mai hoảng hốt kêu lên. Còn nhúc nhích là ăn đạn ngay đấy cô em. Một người đàn ông đột ngột rút súng từ một bên vạt áo ra và đe dọa cô. Đã đến nước này, Chu Nhược Mai không còn cách nào khác ngoài câm nín, trong lòng ập đến vô vàn nỗi sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị chĩa súng vào đầu như vậy. Dĩ nhiên cô không dám nhúc nhích gì rồi. Sau khi áp giải Chu Nhược Mai lên xe chót lọt, một người ngồi phía trước nhanh chóng lái chiếc Porsche rời đi. chương 74 phục kích. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Chu Nhược Mai ngờ rằng mình đang bị bắt cóc và gọi gấp trong sợ hãi. Đừng hỏi nhiều, rồi cô sẽ biết, người đàn ông cầm súng nói. Chu Nhược Mai dùng mình kinh hoàng, nhưng cô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận số phận. Sau khoảng hơn 20 phút, chiếc xe đi đến một nhà máy bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố và dừng lại. Qua cửa kính xe, Chu Nhược Mai trông thấy rất đông những người mặc đồ đen đang đứng xung quanh nhà máy, phải đến 200 người, và nhiều người trong số họ còn lăm lăm súng trong tay. thấy vậy, Chu Nhược Mai vừa kinh ngạc vừa lo lắng không hiểu rốt cuộc mình bị bắt đến nơi hoàn toàn nguy hiểm như vậy để làm gì. Liệu có đơn giản chỉ là bị bắt cóc không? Tại sao cần phải huy động nhiều người như vậy? Lại còn trang bị cả vũ khí, sắp có một cuộc ẩu đả ở đây sao xuống xe mau người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói lúc này chu nhược mai đã rơi vào hiểm cảnh cô không thể chống cự nên chỉ đành lặng lẽ ra khỏi xe vừa bước ra khỏi xe chu nhược mai đã lập tức bị hàng trăm người vây quanh cô thấy rằng một nửa trong số những người này có hình xăm đầu hổ trên cơ thể xem ra bọn chúng đều là thành viên của băng hổ báo đại ca ngụy chúng tôi đã mang người đến rồi Người đàn ông mặc đồ đen lúc nãy cúi đầu nói với gã đầu chọc đứng trước mặt. Người đàn ông đầu chọc này là Ngụy An Khánh, thủ lĩnh băng hổ báo khu vực phía tây thành phố. Làm tốt lắm, Ngụy An Khánh vừa nói vừa gật gù. Các người muốn làm gì tôi? Chu Nhược Mai run rẩy hỏi. Cô không ngờ mình lại rơi vào tay băng hổ báo như vậy. Cô Chu, cô có thể vui lòng gọi cho thằng chồng rác rưởi của mình rồi yêu cầu hắn đến đây không? Ngụy An Khánh nhìn Nhược Mai bằng ánh mắt sắc lẹm và nói hả gọi anh ấy đến để làm gì chu nhược mai hốt hoảng kêu lên ban đầu cô chỉ nghĩ rằng đám người này muốn bắt cóc mình để đòi tiền chuộc không ngờ chúng còn muốn lôi cả chồng cô tới làm gì hả bảo anh ta đến để chịu chết đi ngụy an khánh nói thẳng thừng mà không hề giấu giếm xem ra hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình khi vừa nghe ngụy an khánh nói điều này cuối cùng chu nhược mai cũng hiểu ra lý do mà băng hổ báo bắt mình đến đây thì ra bọn chúng muốn lấy cô làm con tin để dụ Lê Uy Long tới giải cứu và sau đó giết anh ấy. Trong bầu không khí đáng sợ này, Chu Nhược Mai bất giác nhìn vào bên trong nhà máy cũ nọ và kinh hoàng khi trông thấy trong đó cũng có một đám đông những kẻ cao lớn, mặt mày dữ tợn, tay ai cũng mang súng và dao dựa. Tổng số thành viên băng đảng xuất hiện ở đây không dưới 500 người. "A, à, anh là ai? Tại sao muốn đối phó với chồng tôi?" Chu Nhược Mai kinh hãi thốt lên. "Tao là Ngụy An Khánh." một trong bốn thủ lĩnh của băng hổ báo. Hôm trước chồng mày đã làm náo loạn lãnh thổ của tụi tao và giết chết nhiều anh em trong băng tao. Nó đã chọc tụi tao nổi điên nên hôm nay nó sẽ phải trả giá cho điều đó, Ngụy An Khánh cao mày nói một cách lạnh lùng. Đêm qua, Trương Gia và băng đảng này đã quyết định bắt tay hợp lực để đối phó với Lê Uy Long. Kế hoạch hành động này là do Võ Trung Hiếu lập ra và được thực thi bởi thủ lĩnh băng đảng khu vực phía Tây Ngụy An Khánh. Vì Lê Huy Long rất lợi hại với thân thủ và khinh công cực mạnh, Võ Trung Hiếu đã quyết định bắt cóc vợ của anh, Chu Nhược Mai, đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô này làm con tin, bố trí người của Trương Gia và những thành viên băng hổ báo phục kích ở đây, sau đó mới dụ Lê Huy Long tới cứu Chu Nhược Mai để tiện bề đánh úp. Bằng cách này, bọn chúng mới có thể đảm bảo đánh lừa được Lê Huy Long, giảm thương vong tới mức tối thiểu và đảm bảo phần thắng. Trong số những kẻ có mặt ở đây, ngoài các thành viên của băng hổ báo, còn có đến một nửa là những tên côn đồ do trương gia sắp xếp vì bọn họ đang hợp tác chắc chắn người của trương gia cũng sẽ có mặt ở đây những tên côn đồ của trương gia được đích thân quản gia trương minh thọ dẫn dắt chu nhược mai không hề biết chuyện lê uy long đến hàng ổ của băng hổ báo giết bọn chúng vào đêm hôm trước tại sao anh không nhắc đến chuyện này với cô không tôi sẽ không gọi anh ấy chu nhược mai quả quyết nói lê uy long là chồng cô cô dĩ nhiên không muốn anh ấy gặp nguy hiểm những người này hẳn đã biết rằng Lê Uy Long rất giỏi, nên đã dày công chuẩn bị và thiết lập một cuộc phục kích. Nếu Lê Uy Long đến đây, anh nhất định sẽ chết. Ngụy An Khánh không muốn nói chuyện vô nghĩa và mất thời gian với Chu Nhược Mai, nên lập tức nháy mắt ra hiệu với đàn em của mình. Một số thuộc hạ ngay lập tức giữ chặt và khống chế Chu Nhược Mai, một người trong số chúng lục lọi cơ thể cô và tìm thấy chiếc điện thoại di động trong túi áo. Hắn ta liền đưa nó cho Ngụy An Khánh, "Nếu mày không muốn gọi, tao sẽ tự gọi nó vậy." Ngụy An Khánh đắc y nói sau khi nhận được chiếc điện thoại di động của cô. Lúc này Chu Nhược Mai đã thực sự hoảng loạn, có số của Lê Uy Long lưu trong điện thoại của cô, thậm chí còn có cả bản ghi âm cuộc gọi. Nếu chúng muốn gọi cho Lê Uy Long thì chuyện đó quá đơn giản. Cô không thể để yên như thế được, đừng gọi, có gì chuyện gì thì giải quyết với tôi đây này. Chu Nhược Mai gào lên và đấu tranh một cách tuyệt vọng để ngăn Ngụy An Khánh. Đưa nó vào trong trước rồi treo lên. Cứ ở đây già mồm mãi điếc cả tai." Ngụy An Khánh nhăn nhó nói và khẽ phất tay. "Vâng." Mấy tên đàn em của hắn lập tức đưa cô vào trong nhà máy. Ở đây, Chu Nhược Mai thấy rất đông người đang phục kích ở mọi góc phía bên trong, và Trương Minh Thọ, quản gia của nhà họ Trương, cũng có mặt trong số đó. Vì Trương gia là gia tộc có máu mặt nhất ở thành phố quốc hòa này, nên hiển nhiên có rất nhiều người biết quản gia Trương Minh Thọ, Chu Nhược Mai cũng không ngoại lệ. "Cô Chu, cảm giác bị bắt thú vị chứ?" Trương Minh Thọ cao giọng nói giữa gian phòng lớn chật kín người. Trương quản gia, tại sao ông cũng ở đây? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. Cô còn hỏi tôi nữa sao? Chồng cô đã ngang nhiên đến gây sự trong bữa tiệc mừng thọ của tổ mẫu Trương gia, đánh trọng thương nhiều người của gia đình chúng tôi, thậm chí còn dám phế tự thiếu gia Trương Minh Chí. Trương gia sao có thể nhắm mắt nuốt trôi cục tức này? Chúng tôi nhất định phải tìm tên khốn Lê Uy Long để tính sổ. Trương Minh Thọ cau mày nói chu nhược mai lại được một phen kinh ngạc cô không ngờ rằng lê uy long dám đến tận trương gia gây chuyện ngay trong tiệc mừng thọ bà trương để trả thù cho cha mình suốt cuộc anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây treo cô ta lên trương minh thọ quát lớn vâng một vài tên côn đồ của trương gia nhanh chóng lấy ra một bó dây thừng trói chặt cổ tay của chu nhược mai rồi cứ như vậy treo cô lên xà cao cùng lúc đó ở bên ngoài Ngụy an khánh lấy điện thoại di động của chu nhược mai và tìm số gọi cho lê uy long tại biệt thự đồi mây lê huy long đợi mãi mà vẫn chưa thấy chu nhược mai trở về trong lòng anh sốt ruột không yên khi anh đang chuẩn bị gọi lại cho cô để xem tình hình thì điện thoại bỗng đột một reo lên thấy màn hình hiển thị số của nhược mai anh vội vàng bắt máy ngay nhược mai tại sao em vẫn chưa về lê huy long hỏi gấp nó không về được nữa đâu giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên qua điện thoại trái tim của lê huy long đột nhiên thất lại một linh cảm chẳng lành ập đến anh là ai tại sao lại giữ điện thoại di động của vợ tôi lê uy long cau mày hỏi tao là ngụy an khánh thủ lĩnh khu vực phía tây của bang hổ báo vợ mày hiện giờ đang nằm trong tay tao ngụy an khánh đắc y nói lê uy long trợn mắt và sốc nặng anh không ngờ rằng lũ khốn khiếp bang hổ báo đã bắt giữ vợ mình chúng mày muốn làm gì lê uy long cố gắng nói một cách bình tĩnh dù trong lòng lo lắng vô cùng nếu muốn cứu vợ mình mày hãy đến đây đi sao có dám không hả? Ngụy An Khánh nói một cách khinh bỉ. Nghe tới đây, Lệ Uy Long đã ngầm hiểu rằng bọn chúng đã thiết lập sẵn một cuộc phục kích và chỉ chờ anh tới chui đầu vào giỏ. Mày đang ở đâu? Lệ Uy Long hỏi, không chút cảm xúc. Một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, chờ tao gửi địa điểm cụ thể bằng WeChat của vợ mày. Ngụy An Khánh gần giọng nói, buông tôi ra, không, Uy Long, đừng đến đây, nguy hiểm lắm, đừng đến, có tiếng la hét thất thanh của Chu Nhược Mai vang lên khàn khàn từ điện thoại. Nghe thấy giọng cô, Lệ Uy Long đã hoàn toàn chắc chắn rằng Chu Nhược Mai đã rơi vào tay băng đảng này. Vợ anh đã bị bắt, ngay cả khi đó là chỗ chết, Lệ Uy Long cũng nhất định phải đến cứu cô ấy. Vậy gửi tao địa điểm đi, Lệ Uy Long lạnh lùng nói, trong lòng bừng bừng sát khí giết người. Được, nhưng tao phải nói trước với mày là mày chỉ được phép đến một mình. Người của tao có mặt ở tất cả các tuyến đường nếu chúng tao phát hiện ra mày bí mật đưa ai đó theo, tao sẽ cứ cổ vợ mày ngay lập tức. Ngụy An Khánh gầm gừ, hắn ta đã biết rằng bên cạnh Lê Uy Long có một cao thủ là Thiên Thành, người đã giết vô số thành viên bang của hắn chỉ với một khẩu súng tại câu lạc bộ Wonderland đêm hôm trước. Thiên Thành này không chỉ có những kỹ năng tuyệt vời mà còn có vũ khí chiến đấu tiên tiến. Ngụy An Khánh không muốn gây ra quá nhiều thương vong, hắn ta lo rằng Lê Uy Long sẽ đưa cả Thiên Thành đi cùng, vậy nên hắn phải giao hẹn trước là chỉ có một mình lê uy long được phép đến theo kế hoạch của võ trung hiếu chúng sẽ hạ thủ lần lượt từng người một sau khi giết lê uy long bọn chúng sẽ tìm cơ hội giết cả thiên thành khỏi lo một mình tao là đủ để giải quyết chúng mày rồi lê uy long lạnh lùng nói bản thân anh cũng cảm thấy rằng mình không cần phải nhờ đến sự can thiệp của thiên thành giải cứu chu nhược mai dù sao cũng là trách nhiệm của riêng anh được lắm vậy tao sẽ cho mày 20 phút, nếu trong thời gian đó mày vẫn chưa đến được đây, thì tao chỉ còn cách gửi xác con vợ xinh đẹp về cho mày thôi. Ngụy An Khánh nói với giọng đe dọa, khôn hồn thì đừng có động đến vợ tao, nếu không tao sẽ cắt mày thành trăm mảnh. Lê Uy Long giận dữ nói, Uy Long, đừng đến, ở đây có cả mấy trăm người, tất cả đều có dao và súng. Anh mà đến là chết chắc đấy, giọng nói của Chu Nhược Mai lại vang lên từ điện thoại. Nhưng Nagi lúc đó Ngụy An Khánh đã cúp máy. Chỉ vài giây sau, Lệ Uy Long đã nhận được địa điểm mà Ngụy An Khánh gửi qua WeChat của Chu Nhược Mai. Mặc dù Lệ Uy Long cũng đã đoán được rằng bên kia chắc chắn có rất nhiều người và chúng đã lập sẵn một cuộc phục kích quy mô lớn, nhưng giờ đây vợ anh đã ở trong tay chúng, anh không thể bỏ mặc cô được. Trong thoáng chốc, Lệ Uy Long cũng nghĩ đến việc huy động sư đoàn tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành phố, nhưng anh lại sợ rằng một khi sư đoàn ấy được phái đi, Ngụy An Khánh sẽ sợ hãi mà giết chết Chu Nhược Mai. Hơn nữa, đây mới chỉ là một cuộc chiến nhỏ với băng hổ báo, vẫn còn rất nhiều thế lực phía sau chưa xuất hiện, vì vậy anh không muốn dùng đến lực lượng của mình sớm. Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các khía cạnh, Lệ Uy Long đã quyết định sẽ một mình đi đến khu nhà máy cũ nọ. Dù là ở đó có hàng ngàn người phục kích, anh cũng không rẻ chừng nữa. Đã từng hiên ngang đứng trước mấy vạn quân thù mà không hề run sợ, tại sao lúc này anh lại phải lo lắng vài trăm tên hạng soàng chứ? Thời gian không còn nhiều, Lệ Uy Long cũng không kịp chuẩn bị thêm gì khác, anh liền ngay lập tức lên đường. chương 75 bão tố nổi lên trận chiến. Đến giải cứu Chu Nhược Mai một mình chắc chắn phải đối mặt với một trận chiến long trời lở đất. Uy Long biết điều đó, đáng lẽ cần phải mang theo nhiều vũ khí nhưng với tư cách một soái tướng chỉ huy trong quân đội, anh ta thường không mang theo súng bên mình. Thiên Thành thì khác, cạnh anh ta luôn luôn có nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng Uy Long không muốn hỏi Thiên Thành vì sợ rằng Thiên Thành sẽ đi theo mình. Lệ Uy Long chợt nhớ ra con dao lớn mà anh tìm thấy khi sắp xếp đồ đạc cho cha mình ngày hôm qua. Anh quyết định sử dụng nó làm vũ khí. Cha đã cùng con dao này vào sinh ra tử, giết chết bao kẻ thù, bảo vệ đất nước. Nó chính là linh hồn của ông còn để lại trên đời. Bây giờ ông bị giết bởi chính những kẻ này thì đây chính là lúc Huy Long nên dùng nó để trả mối thù cho cha và cúng vong linh người quá cố. Nghĩ vậy, Lệ Huy Long ngay lập tức đi vào phòng và lấy ra con dao lớn được cất giữ cẩn thận nhiều năm bởi người cha nuôi Dương Văn Đoàn. Kỳ em, Huy Long búng tay, một tiếng keng lớn vang lên, cảm giác ớn lạnh tỏa ra khắp căn phòng. Đó là một con dao dài, dày và rộng bản, mặc dù bị phủ một lớp bụi thời gian trong nhiều năm, nhưng nó không những không hề bị dỉ xét mà vẫn còn sáng lấp loáng trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng ngủ. Đúng như cổ nhân thường nói, hảo kiếm là kiếm không già. Con dao quý đã nhiều năm ngủ yên trong bụi, không được uống máu người, nó ắt hẳn rất đói và khát. Trước khi Lê Uy Long gia nhập quân đội, Dương Văn Đoàn đã truyền dạy cho anh tất cả những tinh hoa kiếm thuật của gia đình nhà họ Dương. Vì vậy với tư chất hơn người, ngay khi Lê Uy Long gia nhập quân đội anh đã rất xuất sắc kiếm thuật của gia đình họ Trương vốn vô cùng tuyệt hảo. Nếu không phải những kẻ đó lấy đông hiếp yếu và chịu bất tiện bởi một chân bị gãy rất bất tiện khi di chuyển, thì tối hôm đó bảy sói lang tàn ác kia đã không thể nào có khả năng đánh bại được vị anh hùng già Dương Văn Đoàn. Tuy nhiên, Lệ Uy Long đã không sử dụng kiếm thuật của gia đình họ Dương trong một thời gian dài. Bởi vì trong thời đại này, vũ khí được sử dụng trong chiến tranh đều là những loại hiện đại, tối tân. Những thanh kiếm, thanh dao đã không còn hợp thời nữa. Hơn nữa, trở thành tổng tư lệnh của quân đội Đại Long, từ lâu Lê Uy Long đã không còn phải tự mình ra trận chém giết kẻ thù nữa. Khi Lê Uy Long ra khỏi phòng với con dao lớn trong tay, Nguyễn Tú Hằng cũng tình cờ hoàn thành bản thảo cho chương truyện mới và đang bước ra khỏi phòng. "Uy Long, anh định làm gì?" Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi khi thấy Lê Uy Long cầm một con dao lớn lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo trên tay. "Đừng lo, cứ yên tâm ở nhà." Lê Uy Long lạnh lùng nói không phải là anh lại đi giết người đấy chứ? Nguyễn Tú Hằng hỏi lại. Cô cứ kệ tôi đi, đừng lo lắng quá. Lệ Uy Long giờ chỉ mong mau chóng cứu được Chu Nhược Mai nên không muốn giải thích nhiều với Nguyễn Tú Hằng. Và lại nếu cô ấy biết Chu Nhược Mai gặp nạn thì mọi việc sẽ càng rắc rối. Nguyễn Tú Hằng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, tràn ngập sát khí của Lệ Uy Long thì càng chắc chắn hơn nữa về việc anh ta sẽ đi giết người tiếp nữa. Nếu anh cứ xuống tay giết người như thế này thì điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? làm ơn hãy nghe lời khuyên của tôi. Tôi cũng rất buồn vì cái chết của cha anh, nhưng người chết dù sao cũng không thể sống lại được. Anh giết người thì có thể làm cha anh sống lại được không? Nguyễn Tú Hằng cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa. Thời gian không còn nhiều, Lệ Uy Long phất Lờ Nguyễn Tú Hằng, quay lưng đi thẳng ra ngoài với con dao lớn. Ngay khi Lệ Uy Long rời khỏi nhà, bầu trời vần vũ mây đen, sấm sét đùng đoàn từ khắp bốn phía. Một cơn bão đang đến gần giường như là một sự báo trước cho một cơn bão đẫm máu khác cũng sắp sửa xảy ra. Vì lần này Thiên Thành không được cùng đi nên Lê Uy Long nhảy lên chiếc Bugatti Veyron Dương Văn Thành tặng hôm trước và lái đi. Chưa bao giờ anh lái chiếc xe này. Nó nằm một góc gara khá lâu và bây giờ mới được mang ra sử dụng. Lê Uy Long đặt con dao lớn vào xe rồi lao về chỗ nhà máy bỏ hoang bên ngoài vùng ngoại ô phía tây thành phố. Chưa đầy 15 phút. Uy Long đã đến gần nhà máy bỏ hoang. Từ xa, Lệ Uy Long nhìn thấy hai hàng dài người mặc đồ đen đứng bên trái và bên phải trước cổng nhà máy, mỗi hàng có khoảng 100 người. Mỗi người trong hàng đều cầm một con dao dựa trong tay, chờ Lệ Uy Long đến. Lệ Uy Long lái chiếc xe tới cách bọn chúng khoảng 50 mét, rồi dừng lại. Anh cầm lên con dao sáng loáng của Dương Văn Đoàn và ra khỏi xe. Dẹt, dẹt, âm. Ngay khi Lệ Uy Long bước ra khỏi xe, một tia xét sắc bén lóe lên trên bầu trời đêm sau đó là một tiếng sấm đinh tai nhức óc rồi mưa lớn chút xuống trong cơn mưa lớn hai hàng người mặc đồ đen đứng trước cửa nhà máy vẫn bất động bọn chúng đã thấy lê uy long đến từ lâu nhưng không vội vã chạy lên lê uy long nhìn thấy chu nhược mai từ xa hai tay cô bị trói treo ở giữa nhà máy nhìn cô trong tình cảnh đó sát khí trong anh bùng lên dữ dội lê uy long cầm con dao của người cha quá cố trong tay từng bước tiến về phía cửa nhà máy với một đôi mắt căm hờn rực lửa con dao lớn chém xuống sàn tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc khi chu nhược mai thấy lê uy long cầm con dao lớn sáng lấp loáng bước từng bước trong cơn mưa một mình lòng cô trào dâng nhiều cảm xúc hỗn độn vậy là khi cô gặp nguy hiểm lê uy long cuối cùng đã từ chối nghe lời khuyên và tuyệt vọng đến giải cứu cô một mình cô đã kết hôn với anh ba năm ba năm qua chưa bao giờ cô làm tròn nghĩa vụ của một người vợ với anh nhưng anh lại sẵn sàng vì cô mà làm tất cả sẵn sàng trao cho cô mọi thứ cô cần thậm chí là cả cuộc đời của anh nữa chu nhược mai cảm động vô cùng cảm giác tội lỗi dày vò cô đến cùng cực khi nhìn dáng vóc cô đơn ấy dấn bước trong màn mưa dày đặc uy long đừng đến đây nguy hiểm lắm anh hãy chạy đi họ có súng anh đã bị phục kích tôi không xứng để anh phải làm thế này anh không cần phải chết vì tôi như thế Chu Nhược Mai hét lên, giọng khản đặc, cô biết rằng ngoài hai hàng người mặc đồ đen ở cửa, hơn 300 người có súng đang sẵn sàng phục kích bên trong nhà máy. Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ, hai kẻ cầm đầu, vẫn chờ đợi phía bên trong. Hai hàng đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa chỉ là những tên côn đồ sai vặt của gia đình họ Trương mà thôi. Lũ lâu la của Trương gia không tin rằng một kẻ cũng chỉ có hai chân, hai tay như Lệ Huy Long lại có thể đánh bại được hơn 200 người bọn chúng chúng muốn dùng hơn 200 cây dao xả uy long ra từng mảnh nên đã tình nguyện đứng bên ngoài làm lực lượng tiên phong. Nếu lệ uy long bị bắn chết ngay khi vừa mới đến thì chẳng còn gì có thể nhàm chán hơn. Nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ. Chúng ăn của nhà họ Trương, uống trong nhà họ Trương và giờ đến lúc chúng phải bán mạng cho nhà bọn họ. Trương Minh Thọ thấy rằng bọn họ muốn thể hiện nên cũng đồng ý cho họ cơ hội thể hiện giá trị bản thân. Tiếng mưa gió ràn rạt bên tai, Mặc dù Lê Uy Long nghe thấy tiếng hét khản đặc của Chu Nhược Mai nhưng anh vẫn bước về phía trước không do dự. Mặc dù Chu Nhược Mai và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa một ngày cô coi anh thực sự là chồng, nhưng tình yêu anh dành cho cô đã vô cùng sâu đậm. Đó là đêm mưa 13 năm trước khi anh tuyệt vọng và bất lực nhất, chính Chu Nhược Mai đã cứu mẹ anh. Từ giây phút đó, anh đã yêu cô sâu đậm. Nếu anh không thể cứu vợ của chính mình, anh sẽ còn mặt mũi nào để đứng trong trời đất này nữa? Hơn nữa những kẻ này cũng là kẻ thù đã giết cha anh thì Lê Uy Long càng thêm có lý do để mài dao cho cha bằng máu của bọn chúng. Trong chốc lát Lê Uy Long đã đến trước hai hàng đàn ông mặc đồ đen. Nhưng chúng vẫn đứng yên bất động. Có vẻ như bọn chúng cố tình đứng yên như thế, vậy thì cứ tiếp tục diễn đi. Lê Uy Long đi tiếp từng bước giữa hai hàng sát thủ để đến lối vào nhà máy. Nếu ai đó đi ngang qua đây vào lúc này thì át hẳn sẽ nghĩ rằng hàng trăm con người kia đang trang nghiêm kính cẩn đón chào đại ca Lê Uy Long của chúng. Tuy nhiên, chúng vốn đang chờ đợi. Chờ đợi Lê Uy Long bước vào trận thế bị bao vây. Chúng chờ đợi đến lúc con hùm này có mọc thêm cánh cũng không thể nào thoát khỏi. Vì vậy chúng chưa vội vàng di chuyển. Lúc này, Lê Uy Long đã đến vị trí giữa hai hàng người. Bất ngờ chúng đồng loạt di chuyển, vung dao và chém thẳng về phía Lê Uy Long. Hàng trăm lưỡi dao lóe lên trong ánh sét, khí thế khiến người ta phải dùng mình tất cả đều ngùn ngụt quyết tâm băm kẻ ngạo mạn, ngông cuồng này ra làm nước sốt thịt. Đôi mắt của Lê Uy long lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Anh ta nhấc tay vùng cây dao lớn, xoay một vòng tại chỗ và như một cảnh trong phim, lũ người mặc đồ đen ngã xuống nằm dạp trên mặt đất. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 75